Rồi, vô lựa đồ cả nhà yêu ơi. Máy vô nha. Lựa thêm đồ đi mai đi đơn mấy anh chị ơi. Trời ơi, tưởng ai Nguyễn Anh Thư đầu tiên. Chào Lan Châu. Chào chị Tiết Hồng Anh nha. Tiểm Lâm là gì vậy hên? Hôm nay nổi lên đó đó. Nguyễn Anh Thư đã tặng 75 sao. Gì hả? Thư Thư mở cái bọc lấy đồ gạt tàn nó bán thôi. Mở cái bọc lấy đồ gạt tàn bán. Chào Sa Nguyễn nha. Chúc sao cả nhà mình năm mới ăn khang thịnh vượng, phát tài làm ăn phát tài nha. Chào Tiết Hồng Anh, Tiết Hoàng Anh, chào chị, chào Phương Thợ Giỏ nha. Vô lựa đồ đông đông vui mấy chị em ơi. Ừ, lấy cái đó đó. Này gì vậy? Cái này là để gõ này hay gì nè hên? Nè. Năm mới chúc chủ sớm phát tài. Cảm ơn chị. Cháu chào cô. Chiều nay không xem like được, tiếc quá. Ok gì? Đặng Quỳnh. À, chiều nay tối nay nhiều hơn hồi trưa nữa. Đồ nhiều hơn. Chia sẻ chấm bài mấy anh chị ơi, mấy anh chị em ơi, cái này thủy tinh màu là đẹp quá. Chào cô Đảng Quỳnh nha. Cái bộ này mấy anh chị mua chung thì bán chung, không mua chung thì bán riêng. Nè mấy anh chị, cái này cái tô nè. Sa đô tên ghê vậy. Ờ, đạo lọc sa đô. Bề ngang 22 phân, cao 12 phân. Đạo lọc sa đô nha. Chào Minh Mẫn đó kìa. Cái này nếu bán riêng á thì bộ này 150. Cái này 250. Cái này 300 đi, 300, 450. Rồi bán hết đống này 450 nha. Thủy tinh đẹp nha, tổng cộng là 5 cái chén, 2 quai với 3 cái dĩa. Với 1 cái tô bự 450 ngàn. Thiệt là đẹp luôn mấy chị em ơi, đẹp lắm. Nhìn đựng đồ ăn là ok luôn. 450 ngàn hết luôn nha. Chào Trang Võ. Chào Hồng Anh, Hoàng Anh. Chào Sơn Hải Nguyễn. Mấy cô vô hết chưa? Cô Mai Kiều chưa? Chưa, em vô hết rồi nè. Chào Nguyệt Trần. Đây, đồ gạt tàn nè mấy anh chị. Có nắp đậy luôn, giữa được luôn. Đầu lai bán cho cả nhà mình tới 50 ngàn gạt vàng.
Ai lấy mấy cái là sẹt mấy nha. Gạt tàn cái 50. Bề ngang 12 phân, cao 5 phân. Ngang 12, cao 5. Mấy chị giữa giấy đồ dễ lắm, lấy ra giữa cái ok. Chào anh Tài Lộc nha, Nguyễn Văn nha. Chào Yên Nguyễn đẹp giá hay gì vậy? Đúng rồi, chị Yên Nguyễn đẹp giá. Nó mới phát tài hay Yên Nguyễn? Rồi, hộp trăm có 2 hộp, bán rẻ luôn. Đồ cắm quang hộp trăm, một bình trăm, chiều cao 20 phân, chiều ngang 7.5. Một cái 100, cái 100 có 2 cái. Có 2 hộp nha mấy chị, hộp 100. Tô này có nhiều cái. Tô này đẹp quá nè mấy anh chị. Bề ngang 17, có 10 cái nha, cao 9 nè, quá đẹp luôn. Mộc nè mấy chị. Rồi bán rẻ cho cả nhà mình cái 100. Dạ, năm mới chúc chị đó. Ai đắc cái lộc màu hồng trước là gì dạ? Cái màu hồng là nào? Bộ màu hồng là bộ thủy tinh. Bộ thủy tinh. Cảm ơn em. Chào cô đầu năm đông khách nhé. Dạ cảm ơn cả nhà mình nha. Rồi bán rẻ luôn cái 100 cho mấy chị luôn đầu năm nè. Tô đẹp cái 100, ai lấy mấy cái lấy nha. Chào chị Hằng Bắc nè. Chào chị Thu Bùi. Chúc cả nhà phát tài phát lộc nha. Dạng sự như ý nha. Quá đẹp luôn mấy chị, cái 100. Chào chị Trần Thị Tốt nè. Ừ. Lấy hộp để bên đây là đem xuống bán. Hộp gì? Đem đồ hộp xuống bán đi. Cái 100 nha mấy chị, cái 100. Tô bự nha, đẹp lắm luôn nè. Cái 100. Hộp thủy tinh đẹp nè mấy chị, 5 cái. Ở trong nó có cái chữ đẹp không? 5 cái này bán cho cả nhà mình 200 ngàn. Bị ngang 17.5. Hộp này 200, mã 200 hàng hộp. Mã 200. Lưa cái hộp cho nhỏ trên chảnh xuống bán đó. Nhỏ đầu like cho có khách mở hàng cái. Chào chị Lê Ngọc nha. Mấy chị mở hàng giùm em cái ơi. Mấy chị mới hàng giùm em. Ôi cái bình gì đẹp dữ vậy? Nhiêu hả anh? Đâu? Bình Sultani vẽ nổi. Quá trời xịn cái bình luôn. Rẻ tay luôn mấy chị ơi, 600 ngàn đi, bán rẻ luôn đó. Chiều cao 23 phân, ngang miệng 7 phân, mã 600, quá đẹp luôn. Hàng Kutani dẻ tay dát vàng hết cái bình luôn. Mã 600. Hồi chưa có cái gì nhỏ nhỏ nhiều lắm á. Nè con để bình lên chạy mẹ. Đây thử, nguyên này thử. Mấy gì vậy? Gì? Mấy gì vậy? À, hai hộp tiêu. Hai hộp đựng tiêu mấy chị. Rồi bán rẻ hộp này 60 ngàn, mã 60. Hai hộp dắt tiêu 60 ngàn. Bằng gốm nha.
Này mấy chị, 60.000 hai hộp. Nguyên bộ của nó luôn nè mấy chị, một cái dĩa để coi đây. Một cái bình nguyên hiệu của nó luôn. Này món. Một cái bình luôn. Ba món 60 chốt cho cô nè. Là cái này chung cái 60 hồi nãy đó. 1 2 3 món một cái dĩa hai cái bình. Thôi bán hết đống này 100.000 cho mấy chị đi. Mã 100 đi. Đó hết gì nè, 100.000 mã 100. 3 hộp 100.000. Cái ly 30.000. Chăm chốt cho chị Lê Ngọc nè. Chào anh Quân Trần đã chia sẻ, cảm ơn anh nha. Này nhiêu ạ? Cái này 60.000, còn này 100 chốt cho cô Lê Ngọc, còn 60 chốt cho chị gì đó. Trần Tuấn Anh. Ờ. Một cái ly 30.000, mã 30. Ly này ly đẹp nè mấy chị. 30.000 mã 30. Chào anh Nguyễn Văn Trà. Ủa sao anh in phiếu được thôi ơi. Có tắt cái máy luôn rồi. Không. Chén chú tiểu phu thê luôn mấy anh chị. Quá đẹp. Cặp chú tiểu phu thê bán cho mấy chị. Cái cặp này 100.000. Mã 100. Lê Ngọc Trần Tuấn Anh 60. Lê Ngọc 100. Ờ. Chú Quân Trần hỏi có ly hay dĩa lịch phu thê. Chị Lê Ngọc, cho em xin cho anh hỏi nha. Bên kia xin với nhau. Rồi hai chén chú tiểu 100.000. Dạ em chưa có anh anh Quân Trần ơi, quá đẹp nè. À Hương Thái, chúc cô năm mới phát tài. À kệ chưa, chăm chốt cho chị gì kìa. Sao cái chữ tự nhiên nhỏ xíu lại nè hên. Nè chốt 100 nè. Không có lộn á. Gì hả? Bình không lọc mini đi cô. Thầy muốn ăn thịt chưa? Rồi. Chú tiểu xịn luôn kìa. Chốt ly 30 cho chú Quân Trần. Cái này là đồ gác đũa. Quá đẹp luôn. Này mấy chị, đồ gác đũa nè. Nó như hình mặt trăng vậy đó. 5 cái. Với cái hộp này 5 cái dĩa gì nè. Đựng nước trà. Hộp này em bán cho cả nhà mình 200.000. Có 5 cây gác đũa luôn nha. 5 cái dĩa, 5 cây gác đũa. 200.000. Nè mấy chị coi nó đẹp nè. Mã 200. 5 cái gác đũa gì nè mấy chị, đẹp gì nè. Hình mặt trăng nha. Với 5 cái dĩa đẹp gì nè. 200.000 mã 200 hộp này. Thiệt là xịn luôn. Nó mấy này quá dễ thương. Mã 200. Cái gì? Ừ.
cặp ly quá đẹp luôn. Phu thê nè mấy anh chị, phu thê mà hình đẹp luôn nè. Bán cho mấy anh chị 150 ngàn, mã 150, hai cái ly phu thê. Ông già bà già thiệt là đẹp luôn, 150 ngàn. Nè cả nhà ơi, đẹp gì nè, mã 150, hai ly phu thê 150 ngàn. Tô mười, tô đẹp, tô tâm thái 100 ngàn cái. Bề ngang 17, chiều cao 9, bán cho mấy chị cái 100 ngàn. Thiệt là đẹp nha, cái 100 ngàn. Này vậy thôi, hồi chưa có cái gì nhiều lắm ta, cái gì đó mấy cô gì đó có vô chưa. Chào Kim Xuyến, cái này là con chuột cả nhà ơi, con chuột đẹp không, nó bằng gốm nha, bằng đá luôn, đá nhám luôn. Con chuột này 250 ngàn, mã 250, quá đẹp luôn nè. Con chuột bằng gốm 250 ngàn, mua mai bán đắt nhé. À, Hồng Phát nhé, cảm ơn anh Vương Trần. Đây 250 chốt nè con. Với Sơn Hải Nguyễn. Ok, quá đẹp con chuột rồi. Dính nha, dính nha. Dính gì? Dính chuột rồi đó chứ. Trời, sỉnh nhảy hả? Ừ. Hai lỗ tai vậy. Rồi, ôm đầu xuống con. Cái hộp này nó nói gì? Hộp này luôn nè. 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 Nè gì? Chén chú tiểu. Chén chú tiểu này chưa có ai hỏi đó. Chú Hai Hoàng đó hả? Chú gì? Hai Hoàng. Hai Hoàng hả? Hai Hoàng hỏi gì, đợi chú Hai Hoàng. À, cái này cái gì vậy? Quay. Cái này là chanh hương gừng nha. Cái này là chanh trà hả, chanh gì vậy? Đâu? Cái đồ pha trà xịn lắm á. Bằng bạc inox gì xung quanh nè. Rồi rồi. Cái này pha trà đỉnh lắm á. 300 ngàn. Nó chạy lên mày. À, nó cha mày. Cái đầu hoa trà 300 ngàn. Mấy chị ơi, đo từ miệng có xuống là 15 phân. Có tượng kỳ lân không cô? Có nha chị ơi, tượng kỳ lân là có nha. Bao nhiêu luôn? 4-5 em lần chị ơi. Gì ba, ba em mà lộn. 300 nha mấy chị, bằng bạc xung quanh nè. Quá đẹp cái này rồi. Mã 300. Chị mua mua thì em đem lên cho chị xem luôn. Chính hả ăn? Dì mời ăn. 300 cái đồ pha trà 300. Trời ơi, cái gì đẹp vậy? Kỳ lân bên em là chưa, kỳ lân bên em là mãi đỉnh luôn á chị ơi. Chị kêu lên kìa. Ôi ấm này đọc nha mẹ, ấm này da vàng nè. Da vàng nè. Tôi chưa thấy nữa, nó chụp nó giật rồi. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, cái ấm nè. Ấm này hơi bị đỉnh nha. Ấm này 400 ngàn bán mới được, nó thiệt sự luôn á. Trời ơi, nó vàng, 400 thì vậy á, rồi hôm nay bán. Thôi 400 được rồi. 400 mà đúng giá. Quá đẹp mấy chị, 400 mà mã 400 quá dễ thương luôn. Có một cái một đó. Chốt cho chị Tiết Hạnh, Thanh Kiều chị luôn, nó còn trong hộp luôn nè chị. Đi rồi. Quá xịn luôn. Nguyễn Mai sao rồi? Chánh trực sao luôn nha chú ơi. Cô Nguyễn Mai ơi, cô chốt đồ thì cô chuyển khoản giúp con đi nha, rồi con mới dám chốt đồ cho cô nha cô. À, anh chánh trực chốt đơn đi nha anh chánh trực ơi, đừng có buồn nữa nha anh chánh trực ơi. Nè nó đẹp nè. Bông trong bông ngoài luôn. Cái ly của nước gì á? Nè cái ly đẹp quá. Hàng của Nhật. Trời, cái ly này bị 70 ngàn đi mấy chị ơi, cái ly quá đẹp rồi, mã 70 con cái một nha. Anh nhớ bộ chén nữa. Dạ con nhớ rồi, con đang khui kiếm chén nè.
70 cái ly, mã 70. Lại sao rồi? lên thì lăn quên nữa. Cái hộp BK mấy chị 3 ngàn luôn. Mai, quá mai. Đẹp. Chị lăn cái hộp BK nè. Chị lăn nhỏ vậy. Con này là con trung bình nha. Cái hộp này em bán cho mấy chị 60 ngàn, mã 60. Quá đẹp, nó giả gỗ luôn nè mấy chị. Nè ngăn ngăn ở trong đựng đồ ăn được luôn nè. Mã 60. Rồi kỳ lăng này bán nhiêu? Con này hả? Ừ. Con này 4 triệu. Kỳ lăng 4. Bán hôm nay bán 3 triệu rưỡi thôi. Mày ngủ quá. Mày làm gì hết tiền, mày sụt ào ào với không biết lời lỗ gì hết trơn trời. Thôi lỡ nó bao giờ gửi đi con sao bán cao giá nè. Vậy sao 25 phân đành đạn gì nè, cầm bán mua cho giữ, bán cho giữ vô. Bán vừa vô. Ngang 23 phân nè mấy chị, 60 chốt cho chị Lệ Ngọc kìa. Cái hộp này nè. Cao 25. Ngang 24, 23 vậy đó mấy chị ơi. Quá đẹp nha, 3 triệu rưỡi. Cực kỳ luôn. Con nhỏ nhỏ á, tao hổ á, không có tiền nè. Mua á. Đây, nhỏ có luôn. Hỏi chị mua con lõi không? Con lõi rẻ nè. Chị Hương Rừng ơi, cặp ly 150 ngàn, phu thê, mã 150. Con này nhiêu? Con này 2 triệu 2 nè mấy chị, đẹp nè. 2 triệu 2. Con này cao 22 phân. Ngang con này 17 phân, 2 triệu 2. Chào em yêu Chi. 2 triệu 2 nha cả nhà ơi, nó đẹp nè. 2 triệu 2 nè, để xuống. À, bộ 12 con giáp. Nè cả nhà ơi, nó đẹp. Bên em có ông Tơ Bà Nguyệt nữa nha. Ai được muốn ai muốn lên ông Tơ Bà Nguyệt thì em lên ông Tơ Bà Nguyệt nha. Tí ông Tơ Bà đủ. Nguyệt bên em là bằng bằng cái gì này chạy? Bằng gan nha, bằng đồng nữa, em chưa có thử nữa. Hên cái này biết đường đâu đọc hên. Nè ông cọp nè. Thì cho khách coi gì đi. Nè. Tuất nè. Bán full bộ gì đi. Mà thiếu một lỗ rồi nè, thiếu một con gì rồi nè. Có cặp không út anh Họt hỏi. Cặp gì? Cặp gì anh Họt ơi? Cặp gì con? Cặp lăng hả? Có khi nào lăng không? Lăng là đâu có nguyên cặp nó. Lăng là nó lẻ lẻ anh Họt ơi. Nó cái châu đương lăng bự lên cho anh Họt coi. Hả? Lăng bự á. Thôi để em nhắn tin cho anh Họt nha. Nè bộ này bán nhiêu? 12 con giáp nè. Mà thiếu một con rồi. Có cái cảnh này nó nè, dựng gì đó nè. Nhiêu hơn, bộ này nhiêu hơn. Thiếu con gì nữa. Có sớm. Cái manh nè. Không biết thiếu con gì đó, nó chỉ thiếu duy nhất có 1 con thôi nha. Thiếu 1 con ơi. Một à nè. Nó học đủ hết trơn mà nó có thiếu một lỗ nè, không biết thiếu con gì nữa. Rồi bán này nhiêu, gà nè. Không biết đường đọc đâu nó. Nhiêu hên, bộ này nhiêu? Đâu, bộ này con giáp này hả? Ừ. Có cái bàn để luôn, bán cho mấy anh chị 400 thôi, mã 400. Bán rẻ luôn, 12 con giáp 400 ngàn. Sao mà để rồi gắn là không được nè hên. Gì? Không biết thiếu con gì nữa, 400 ngàn đi mấy chị, mã 400. Cho xem con lăng Thạnh Nguyễn 400 chốt cho Khánh Trần kìa. Rồi xem liền, xem con lăng bự liền. Cái này bằng cái gì nè mấy chị ơi, nó đẹp nè. Cái gì vậy ta? Ồ cái này cái ly hả? Cái gì ngộ gì hên? Nè. Đâu? Nè. Cái đồ cắm hoa. Đẹp quá đẹp à. Không in phiếu nữa là được nữa, kìa thôi ghê. Rồi cái này bán cho mấy anh chị 150 ngàn đi. Mã 150 chốt này 400 đi con. Hai người từ nó bị mất cái gì vậy. 150 cái này bằng gốm nha mấy anh chị, cái ly gốm nha. Bằng mộc, gốm mộc. Mã 150 thiệt đẹp luôn.
anh vô tâm gì nè, võ tâm gì kìa hên. Cái điện thoại chưa, hỏi khách cũ à mới kìa. 150 nè, hai người rồi đó, chốt đi. Nguyễn Mai sao, anh Quân Trần sao? Hên, bây giờ chốt độ rồi con. Khoan, khách đang hỏi, con đang trả lời khách, từ từ đợi con xíu. Em đợi xuống thư rồi. Cái ly 70.000 có số điện thoại luôn, anh Vũ Tâm có số điện thoại luôn kìa, vô Tâm. Cái ly quá đẹp mấy chị, cái ly này uống ly cà phê sữa ngon dữ dằn luôn á nè, quá đẹp cái ly 70.000, mã 70. Cho chị xem con lăn, chị xem con lăn bự hả chị, 70 chốt luôn nè, 70 chốt cho cherry tô. Mẹ lấy con lăn giùm con nha, con lăn bự mấy triệu quá. Con lăn bự nào, con nó bị gãy giò, con giữ giò nè, để kêu 3.500 đó. Đây con lăn bự nè mấy chị, 3.500. Sao không được phiếu nữa ta, anh mới tắt rồi. 3.500 nha mấy anh chị ơi, con lăn này 3.500, đẹp lắm luôn á nè. Chào anh tự nhân nha. Mẹ chậm lên cái phải không bán nè. Rồi mẹ chậm mà đâu bán được cho cái này 70 cái gì? Cho ai vậy? Kéo xuống. Tại vì nó mạng nó bị đứng thôi nè. Nó quay một mình đó. 150 là nào vậy? 150 là hả? Cái hộp này nè, hộp này 150 nè, 3.500 chốt cho Trần Anh Tấn kè. Anh Trần Anh Tấn chốt thì lăn. Chị Hưng Dừng khen đẹp nè, nói anh Trần Tấn Anh còn con nhỏ này nè, 2.200 nè. Cái đó con bự đó, để đi đi dán giấy thôi. Con này 2.200 nè anh Tấn Anh ơi, có lấy con nhỏ luôn không? 2.200, mình tới ba con nè hết. Còn con để trong phòng á, con trong phòng con bự. Lấy ra ha. Rồi con này 2.200 nha mấy anh chị. Có ông Di Lạc gì? Không, dạ không có ông Di Lạc. Thư ơi, cứu cái máy cái Thư ơi. Rồi, 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 vô tâm rồi nè. Vô tâm 150 nè. Là 150 là cái hộp cao nè phải không mẹ? Chị lăn bự lên nhiêu hơn? Con đó hả? Con chị lăn bự đó 6 triệu á. Này quá à? 400. 400 anh đang in nè. Đây chị lăn bự nè mấy anh chị, 6 triệu nè. 400 Khánh Trần. Nè, cái này 150, này 70 nè. 70 cho cherry. Đây nó đẹp nè. Bự dữ lắm nha, con này 6 triệu, con này 6 triệu phải không anh? Dạ đúng rồi. Chiều cao là 32 phân mấy chị ơi, chiều cao 32 phân, ngang 27 phân. Có dĩa treo, dĩa treo ngày hôm qua có hai cái bán chưa anh? Anh dán giờ, anh dán 400 nè. Hên hai dĩa treo hôm qua bán chưa? Bán rồi. Chưa mà. Ủa, vậy đợi xíu đi, con đang con xanh con này cái đi. Tí xíu đi, có dĩa treo nha, nè mấy anh chị. 6 triệu, con lăn này bự khủng luôn á. Em vô cắt vô nha tâm. Chào vô tâm thầy Những Tiệp nha. Khách mới thì chuyển khoản cho em đi đơn nha cái nhà ơi. Cái nhà đợi tí xíu cái nhà, cái mạng nó bị cái gì nó lắc lắc rồi cả nhà ơi. Còn múa được không anh? Ông lăn này không có múa đâu. Ông lăn nào múa? Ông lăn múa để quê rồi. Cái này có múa hả? Không múa bán nhiều. Con này 500.000 mới bán, không ai có luôn, con bao luôn. Đẹp quá nè mấy anh chị. Ai mà có con này con thua gì con cũng thua luôn. Chiều cao 35 phân. Bán cho mấy anh chị ba nhiêu? 500.
bề ngang nó mười mấy phân cả nhà ơi. Con lăn này bự nha, dễ thương lắm. 500 ngàn về chân chơi, mã 500 nè. Giò ổng nè, nè hên, để anh kệ rồi, rồi đợi con cái. Trời ơi, biết này thiếu con gì rồi. Thiếu con gì? Heo hả? Thiếu con heo. Con gì cũng có, thiếu một con heo. Cả nhà đợi một xíu nha cả nhà ơi, tại vì không có ai lấy đồ cả. Có liền, có liền. Trời, cái ly gì mà ngộ quá. Cái này làm gì ha, ngộ quá nè. Thôi bán 30 ngàn thôi, không biết làm gì luôn nữa. Cái trên cái dưới nhọn để lên gì nè mấy anh chị. Đó, 30 ngàn hộp này đi. Mã 30, mã 30 mấy chị. Cái ly thủy tinh đẹp 30 ngàn. Chốt cho chị Hồng Trần, phải không? Là cô hả? Cô Hồng Trần hả? Dạ, cô Hồng Trần hello. Vậy hả? Cô Hồng Trần. Chị Lê Ngọc sao? Đúng rồi, chị Hồng Trần hello đó. Phải bồ Hồng Trần cũ không? Ba cái muỗng đẹp quá mấy chị. Nè, xịn ghê luôn, bằng inox. Rồi, đúng rồi, cô Hồng Trần năm mới phát tài chị nha. Ok, chúc chị phát tài luôn. Rồi, hộp, hộp muỗng này bán ra mấy chị 150 ngàn. Mã 150, 3 cây muỗng đẹp 150 ngàn. Nè, xịn dễ sợ luôn á. Vô tâm rồi. Mã 150, 1 cây 1 kiểu mấy chị. Đây gọi luôn rồi. 150. Chớ con không gần rồi. Ok. Em đúng rồi, 150 nè con, hộp này nè. Ô, cái này nguyên bộ luôn mấy chị ơi. Cái này Thư ơi, cái này nguyên một bộ lận, có dĩa có tô đồ đủ thứ luôn chứ đâu phải nhiêu đâu. Cái này mẫu này là nguyên một bộ luôn, rồi bán lẻ luôn. Rồi ha, mấy chị mua thêm nha. 2, 4, 6, 8, 10 cái này bán mấy chị 200 ngàn. Mã 200 mọc nó ẩn luôn nè. Rồi ha, còn tô còn chén luôn nữa, nguyên bộ luôn. Bán trước này 200 đi, mã 200 nguyên một lốc luôn, 200 ngàn nha. Chốt cho vô tâm 200 nè. Võ Tâm hay vô tâm? Võ Tâm. Ờ, quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cái bình nè, bình này ngộ quá. Có gì bán chị đi, mã 100. Võ Tâm diễn khoảng cọc chiều cao 11 phân chị Võ Tâm ơi. Cao 11 phân bán mấy chị 100 ngàn. 200 100 ngàn cái bình nha mấy anh chị. Hút lọc đẹp luôn nè. 100 lại gì vậy? 100 lại này nè. Chốt cho Lê Ngọc. Cô Phương Nam sao nha. Ngọc đây. Miệt sao luôn rồi. Đợi chén mọc sao luôn nha. Có 5 cái chén mọc đẹp. Chúc nè cả anh nhà chị. Mình xem like vui vẻ nha cả nhà ơi. Bề ngang 12 phân, cao 5 phân. Chén cho Lê Ngọc nè. Nè lá này nè. Nè, bộ chén chị. Mọc nè. Bộ này em bán cho mấy chị 200 ngàn hộp này, mã 200. Nguyên hộp mọc 200 ngàn. Xứng đáng đồng tiền luôn mấy chị. Bỏ vô hũ này đi. Tiếp chụp con. Chưa, chụp chưa. Chụp rồi. Cho con hỏi cửa hàng của mình ở đâu à? Cửa hàng của em ở Thủ Đức nha chị ơi. Cô ơi, sỉ giá sao cô? Có gì sỉ thì nhắn tin cho em nha chị Kim Xuyến ơi. Em ở Thủ Đức nha chị ơi. Hộp này 200, bộ 200 chén ăn cơm vừa luôn. Cho con Chi hồ luôn nè. Ok, cô Chi hả? Đúng rồi, cô Chi. Rồi, khoảng này 150 của cô hơn hàng nè. Đâu? Bộ nỉa nè. 150 hả? Ờ, của ai? Hơn hàng. Hơn rừng, hơn rừng. Thư đâu rồi Thư? Mất tiêu rồi, hết đồ Thư ơi. Ai làm rồi đi? 150, 150. Không, không, không có ai làm. Rồi lấy dán 150 đi, mẹ dán cho. Cho xem. Dĩa treo, cặp dĩa treo đâu? Kìa con đưa mấy hộp lên đây mới. Không hả cô? Hàng trong hộp là hàng mới, hàng ngoài hộp là hàng còn được 90%, 95% nha chị ơi. Hàng ngoài không hộp phải là thì cái nào cũng mới à... nha. Em bán hàng trong hộp này là hàng mới và 100% nha chị. Hàng ngoài hộp thì hàng chưa sử dụng, trong hộp thì chưa sử dụng. Đưa đồ con.
Ồ, cái này cái dĩa mấy chị yêu ơi, đẹp quá nè. Khoan, đợi cái dĩa treo, đợi tí hên nó lựa nha. Không biết là tối để đâu hai dĩa treo hộp màu đen á hên. Bề ngang 26 phân mấy chị, giữa ra là đẹp cực kỳ luôn. Rồi bán cái dĩa này cho mấy chị 100 ngàn. Bán 90 luôn, mã 90 đi. Nguyên trong hộp vậy nè. Mã 90. Cho xem dĩa. Dĩa gì, dĩa xôi hả? Dĩa xôi, dĩa bay lớn nè. Ờ, phải không? 90 chốt cho Diệu Hậu. Diệu Hậu có số điện thoại chưa? Diệu Hậu. Diệu Hậu. Ờ. Diệu Hậu khách mới cho xin số điện thoại luôn. Mấy chị khách mới chuyển khoản em. Sao nha? Chuyển khoản mới ghi đơn nha mấy chị. Trời ơi, bộ này đẹp quá nè mấy chị. Đó, này nè, cái dĩa. Ngọc Tiền Quỳnh sao á? Này dán gọi nè. Cái này được 5 cái mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Màu xanh thiệt là dễ thương. Bề ngang 12.5, cao là 2.5. Bộ này em bán cho mấy chị 200 ngàn, mã 200. Mã 200, màu xanh thiệt là đẹp luôn. Còn trong hộp luôn. Mã 200. Quận 12 chắc gần cô. Chốt giùm Sơn Nguyễn, chốt 200 nha. Mã 200, bấm giùm mã 200. Rồi chốt cho Vô Tâm 200. Chị Võ Tâm có chuyển cọc chưa? Chưa. Nhắn tin cho chị này chưa? Vô Tâm. Chị Vô Tâm vui lòng chuyển cọc cho em 500 đi chị. Rồi mình chốt đồ. Có xếp trà không? Dạ có nha chị Diễm Hậu ơi. Cặp chén chú Tiểu 100 ngàn, mã 100, phu thê nha. Phải, nó không phu thê là mình bán rẻ à, ngặt nó phu thê. Nè, cái nhỏ cái lớn nè. 100 ngàn, mã 100. Hai chén chú Tiểu 100 ngàn. 200. Hai chén chú Tiểu 100 ngàn. Bề ngang 13. Cái nhỏ là 11.5. Chốt cho ai con? Diệu Hậu à? Rồi tô này em có 10 cái nè, em bán mấy chị cái 100 ngàn. Thiệt là đẹp tâm thái nha, cái 100. Chị Ngọc Vân sao? Ai chốt thì mã tô giùm em đi, cái 100, bề ngang 17 phân. Cao là 9 phân mấy chị. Cao 9 phân, cái 100 ngàn thiệt là đẹp luôn nè. Có 10 cái nha mấy chị, lấy mấy cái xẹt máy giùm mình. Để cho cô Chi hai cái tô con. Gì, tên gì? Diều Hâu cho xin số điện thoại nha chị ơi. Nè này, nè chăm nữa nè. Biết rồi. Rồi bấm cô Chi hai cái tô luôn con. Diều Hâu cho em xin số điện thoại nha. Đây, cặp phu thê nè mấy chị. Rồi, lấy số điện thoại của chị nha. Cặp phu thê này 100. Chăm hai cái đó. Chăm hai cái là cho cô Chi Hồ á. Ờ, với giò con đó. Cái này cặp phu thê bông quá đẹp mấy chị. Bán rẻ đó, luôn, 100 ngàn. Nó hai cái tô á, cái 100. Cặp phu thê bông dẻ tay luôn 100 ngàn. Mã 90 đi, bán 90 luôn. Ai chuyển 500 à? 90 nha mấy anh chị. Mã 90 cặp phu thê bán rẻ đó, 90 ngàn. Rồi cái tô đẹp nè cả nhà ơi, xịn sò luôn. Dạ thấy rồi nha chị ơi. 100 cô Dân là 90, cô Thê nè, chốt cho cô Thê cô Dân nè. Bề ngang 18, cao 8, mấy chị ơi nó đẹp nè. Em bán cái tô này cho mấy chị trong hộp nè, 150 ngàn. Cái nhà mua hàng bên em là phụ, nếu mà ở xa thì 50 ngàn tiền ship. Còn mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì 30 ngàn tiền ship nha. Cái này cho ai vậy? Cô Dân hả? Cho con xem xếp trà nha cô. Xếp trà Thư ơi, lấy xếp trà Thư ơi, xếp trà mình nhiều lắm. 150, mã 150 cái tô mấy chị. Mã 150, tô quá đẹp. Thủy tinh xịn luôn. Nè, 150 ngàn. Mã 150 cái tô múc đồ ăn nhìn chỗ vô luôn, quá đẹp, quá xịn luôn. Em có xếp trà cũng nhiều lắm, để từ từ nha, từ từ em lên cả nhà. Lấy xếp trà thôi ơi, xếp trà mình nhiều lắm. Nay nhà không ai làm tiếp hết cả nhà ơi. Một cái tô đẹp nè mấy chị. Cái tô hình tam giác gì nè.
150 chốt nè con. Cái tô cho Minh Đức. Minh Đức có số điện thoại chưa? Bề ngang 21.5, chiều cao là 7. Nè mấy chị coi cái tô nó đẹp nè, bán rẻ luôn 250.000 thôi. 250 cái tô nha, mã 250. Mũi chích. Mã 250 cái tô đẹp mấy chị ơi, nó đẹp nè. 150 chút cho Minh Đức. 250 cái tô đẹp. Chén hoa đào mấy chị. Rồi, nè. Hai bông. Hơi chắc vô lợi, quá đẹp thỏ luôn nha, nè. Ba bông. Quá xịn cái bộ này rồi. 4 bông. 5 bông, 5 bông nào cũng đẹp hết trơn. 150 là gì ạ? 6 bông. Ờ. Trời ơi, bộ thỏ nó đẹp ghê gớm luôn mấy chị, coi nó đẹp nè. Cái bộ này còn gì bằng nữa. Bề ngang tô này 20 phân thì dĩa cũng 20 luôn mấy chị. Bộ chén đó ăn cơm được không chị? Được, cái này hả? Không đâu. Hai cái này 200, cái này rồi hộp đem bán mấy chị 350.000, bán rẻ 50.000 đó, đúng là bán 400. Mã 350 mấy chị, quá đẹp. Cái bộ này nó hiện với nhà là không đụng hàng nha. Mà nó đẹp. Đây nó đẹp, nó sáng cực kỳ luôn nha cả nhà. 350. Tại mình cúp xuống thì nó hơi tối thôi chứ thật ra là nó đẹp lắm. Đó. Chốt cho cô Tiến Hạnh nè. Cherito sao, Võ Tâm Phương Nam sao, cô Hồng Trần sao nha, cô Hương Rừng sao luôn rồi, cô Chi Hồ sao luôn rồi. Quá trời đẹp. Trước nè. 350. Đâu? Rồi. Cả nhà mua hàng bên con chốt là chốt cho chắc nha, không có xả sao like nha cả nhà ơi. Tội nghiệp lắm tại vì biết bao nhiêu người chốt sao luôn. Mà mỗi lần chốt đơn là cả nhà cứ xả sao like là buồn lắm luôn á. Mình đầu năm mình làm cái gì cho nó gụp cái đó nha cả nhà ơi. Dĩa chú Tiểu. Này dĩa này mình ăn xôi, để xôi đồ là vừa nè mấy chị. Bề ngang 15 phân. Mình muốn xả thì mình xả liền cũng được nha, chứ đừng có đợi khi nào mà chốt đơn cái mình đem ra xả nha cả nhà ơi. Nhưng mà vẫn chốt kỹ nha cả nhà ơi. Hộp này em bán cho mấy chị 150.000 thôi, bán rẻ hộp này đi, 5 cái 150.000. Chú Tiểu nha. Là 1 cái có 30.000 đó, mã 150. 150 chốt cho chị Võ Tâm nè. Bộ này thì bông. Bông đẹp luôn nè mấy chị. Bụi quá bụi, bề ngang 18 phân. Được 5 cái luôn. 5 cái 200.000. Bán cho mấy chị 180 hộp này luôn, mã 180. Dán đi con. Mã 180 nha, dĩa bự. Mô Phật. Để nước đâu hơn. Từ để cái. 246 cái ly. 6 cái ly này bán cho mấy chị 90.000 cái 15.000. Nè, ly uống rượu nha, 6 cái 90.000. Mã 90. 6 cái 90 nè, Zalo nè, đẹp luôn nè, ai lấy lên mã 90 luôn nha cả nhà 90. Ơi. Ly này uống là xỉn luôn á. Ba hộp chú Tiểu. Ý phải nắp nó không Thư? Nắp giọng quá Thư. Không phải đâu Thư ơi. Rồi. Nhưng mà không phải, like rồi con ơi. 90 cho Võ vô tâm luôn nè. Rồi bây giờ cái này like rồi không bán được nha, để nữa mình tìm nắp đúng hả bán. Đặng Việt sao nha. Ô cái bộ này bộ gì vậy hả anh ơi? Cái này mấy cô khoái lắm nè. Gì? Bộ này nè. À. Ồ quá đẹp. Bộ cò với quy. Ôi, bộ này đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm. Vô tâm. Quá đẹp luôn. Cái này hả? Cái này để đây nè. Ờ cái này nó gì nè. Ừ.
gì nè? Cũng được, để sao cũng được hết. Hộp này 350 ngàn. Mấy chị coi đẹp nè, 350 ngàn, giác vàng hết luôn nha. Bộ này bữa hổm em có bán rồi nè, xịn lắm, bữa nay cua ra được bộ nữa nè. 350 mấy chị. Cho cô Hương gần nè. Ờ, quá đẹp. Rồi nè Hên, coi đóng hộp lên. Chị Diệu Hậu sao nữa rồi. Bộ này bộ gì? Ơi. Cái này đẹp quá nè mấy chị, mặt trăng mà để muỗng nị, để gác đũa nè, nguyên bộ luôn. Nguyên bộ nè, hết đơn set nè, em bán mấy chị 200 ngàn. 200 ngàn nha. 5 cái đồ gác đũa với 5 cái dĩa để ly nước, đẹp luôn. 200 mã 200. Rất là xịn luôn mấy chị. Nè, quá trời cưng luôn. Phải cầm này vô con. Rồi chốt 200 nè con. 200 chốt cho chị Võ Tâm sao rồi, chị Hương Rừng trước nè. Giấy mạnh này. Rồi chị nào sao nữa, nhóc sao hết trơn à. Cô Hương Rừng 200. Đây hả? Ừ. Rồi cái tô này em bán mấy chị 200 đi, mã tô. Có một cái một nè, 200 mã tô. Bề ngang 21 năm. Cái tô mã tô 200 mấy chị, cao 7, quá đẹp. Em kiếm chậu anh sai có em nhắn cho nha. Rồi, cái này gì con? Trời ơi, nó lên bụi vậy hả? Không, kiếm xếp trà đẹp nó bán cho mấy chị, bữa đó mình ôm về tay nữa đó. Đẹp lắm, xếp trà sáng khui ra cũng nhiều nữa. Cái này có 3 set nè, bán cho mấy chị 150 ngàn luôn, bán rẻ đi. 3 bộ này nè, giữa da là đẹp lắm mấy chị, nó đóng bụi nè. Mã 150, 3 set, 150 ngàn. Nè con, để bấm giùm mẹ. Chốt cho chị Hồng Trần, 150, cô Hồng Trần. Rồi cái này mộc nè mấy anh chị, mộc quá đẹp luôn. 2, 4, 5. 5 set mộc nè. 5 set mộc lẽ bán 500, thôi bán 400 thôi, mã 400 hộp này đi mấy chị. Quá trời cưng luôn. Mã 400. 5 set nha, mã 400. Quá đẹp luôn. Chốt cho vô tâm luôn. Hàng hộp nó đẹp lắm mấy chị. Nó còn set dễ cái tô nữa mà ta. Bình này em bán mấy chị 200 nè, em có 2 bình. Một bình 200. À, còn cái bình hoa nè, hỏi chị vô tâm lấy không? Tại nãy chị hỏi bình hoa. Vậy hả? Nè, một bình trà gì nè, một bình 200 ngàn, em có 2 bình. Bình này đựng hơi nhiều nước nha mấy chị, nè nó đẹp nè. Trong hộp luôn, một bình 200, em có 2 bình, mấy chị lấy mấy bình thì sạc mấy giùm. Một bình 200. Cái bình này là... Kìa chị ok rồi. Cái bình này là 1,2 triệu hôm Tết nè. Bữa nay em bán cho mấy chị 1 triệu. Mộc đỏ luôn nha. Đẹp lắm, thiếu có cái hộp thôi. Thiếu cái hộp nó mới, nó mới không chạy nha. Mới hoàn toàn luôn. Mới hoàn toàn 100% nha. Đo trong lòng nè, chiều cao 21 phân. Miệng là 10 phân. 1 triệu, em bán rẻ đó mấy chị nè. Thiệt là đẹp luôn. Cắt cái bình lên con. Đây xếp trà nè mấy chị. Chị nào nãy hỏi nè, cái này tới 6 xếp luôn. Quá đẹp.
Đây mọc của nó là gì nè, cái bông nó lật lật thiệt là đẹp luôn mấy chị. 6 set rồi, hộp này bán 400 luôn đi, mã 400 nó tới 6 set lận nha. Mã 400 6 set. Cưng ghê không? Set 100 cũng 600 nữa. Đẹp nè mấy chị. Ly cũng bự luôn. 400 ngàn. Chốt cho chính trực 400. Rồi ok. Quá xịn luôn bộ này rồi. Chị Diệu Hậu sao nha? Nè sao này nãy giờ chưa ghi nữa nè con. Cái này hả? Ừ. Này vô tâm 400 nè. Ừ, này 400 nè. Rồi ba set này hiệu gì hên? Vì bên chì. Vì bên chì nè mấy set chị. 450 á, 43 set 450 á. 450 mà bán 400 luôn. Nó vì bên chì nha, nó hơi mắc tiền mấy chị. Mã 400. Quá đẹp ba bộ này vì bên chì nè. Nó chốt cho chị Hương Rừng nè. Cái này nhiêu tiền không quên rồi. 400. Bên gọi về bên chị chốt cho cô Hương Rừng nè. Rồi hai hộp này, hộp nhiêu quên rồi Thư. Hộp 50 đi. Cặp này 100 ngàn. Quá dễ thương luôn mấy chị. Cặp này 100 ngàn, cái 50 ngàn. Hàng hôm qua chuyển khoản rồi gửi chưa ạ? Dạ chị, vì đó là em ơi, em like là hồi sớm giờ là 4 like rồi, ngày mai là bắt đầu đi đơn nha. Đó, ngày ai mai ai chuyển mai em cũng đi hết trơn. Ngày mai ai chuyển mai cũng đi hết, tại vì em like em gom rồi cái một em mới đi hàng một lượt một nha. Chứ không có đi bữa nay. Bữa nay đâu có chốt cho chị Hương Rừng 100 nè, chị Lê Ngọc sao? Còn hai cái này bán cho mấy chị 80 đi, hai cái có nắp gì nè. Đâu có. Nó mày kéo xuống lại ơi, mày bị qua mắt rồi đó. 100 nè con, Hương Rừng nữa nè. Nữa nữa. Vũ Trinh, xin Nguyễn Thị. À xin Nguyễn Thị rồi. Mấy chị sao hết? Rồi cái này 80 ngàn, mã 80. Mọc nha mấy anh chị. Tại vì bị nhảy comment á, không thấy được á. Vậy để thứ hai gửi luôn à. Bữa nay thứ mấy trời? Bữa nay thứ 6 rồi, mai thứ 7. Ok ok, thứ hai em muốn, thứ hai em gửi cũng được đó chị. Muốn gửi về nào? Bộ gửi Sài Gòn hả? 80 chốt cho chú đâu. Quân Trần. Xét trà lúc nãy còn không cô chị em ơi, hết rồi chị em ơi. Xét trà còn nhóc kìa. Đi với chị kìa. Dạ gì bên chị. Hết rồi. Ami hả? À còn cái xét bông hồng mà đem mà giấu để đâu, đâu rồi? Đâu kìa, trong đó kìa, mày kêu mày lấy nãy giờ kìa. Bà để bà giấu mà kêu con lấy. Trời ơi, nè mày qua đây tao đi lấy cho. Rồi cái nhà đợi mẹ con đi lấy 2 phút. Mày nhanh lắm. Đưa đậu lên bán đi. Mày đưa đậu. Con này nhiêu giờ mà? Con này 200. À con này 200 luôn nha, để gót rượu nha cả nhà, lấy lên mã 200 luôn cả nhà ơi. 80 cháu trai. Chú Quân Trần. Để lấy xét trà đẹp lên nè, bán nè. Tự nhiên đồ đẹp mà đi nhét gốc không à. Nhét góc, em vô phát cái nhét góc gì nè, cầm đưa đẳng đây. Ôi bà ơi, bà đồ đẹp, bà đi nhét góc rồi, giờ kiếm. Cái nhiều quên tiêu rồi. Cái 100 đúng rồi. Đây, 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 cả nhà ơi. Đây, dĩa treo nha. Đây có hai lỗ treo nè. Cái này 100 ngàn nha. Ai lấy lên mã 100 nha cả nhà ơi. Có hai cái. Đây cái này cũng vậy luôn. Dĩa treo nha. 100 ngàn luôn. Mã 100 xẹt 2 chốt. Chốt. Chốt cho chú Quân Trần nè. Con giấu mặt rồi, con không có lộ diện được cô ơi. Cái gì vậy? Cô chẳng như con vô lai. Nó trứng lắm, nó không chịu. Là chốt hai cái này, dở nắp lên cho con hai hả? Cái dĩa treo chốt ai? Chú Quân Trần. Chốt cho cô Quân Trần. Cái gì chú? Chú Quân Trần. Nó nói đập cô. Rồi nè, hai cái dĩa treo nè. Hôm qua còn hai cái này nữa đâu tiêu trời.
Có hai cái mày nói gì vậy? Còn cái này đẹp quá nè mấy chị ơi. Nhìn xe cái chà này... đẹp quá đem đi đâu hết trơn rồi. Từ từ nó lấy kìa. Từ từ Ami ơi, Ami ơi. Rồi cái này có hai hộp nè. Hộp bán 60 ngàn thôi. Đưa hộp nữa cái hên. Sau lưng con kìa. Cái này có hai hộp mấy chị. Đó sau lưng nè, nhìn cái sọc nè đó. Bề ngang 23 phân, gần 24 nè, nó đẹp nè. Cái 60 ngàn có hai cái nha. Phải không quay? Rồi chốt cho Ami nè, lỡ bấm nè con. Chốt cho Ami nè. Chị Phương Nam sao nha. Rồi cái bộ này quá đẹp luôn, bằng cái gì không biết luôn. 24 mà 5 dĩa mắc hơn cái ly rồi mấy chị ơi. Nè nó đẹp nè. 2 set chà. Bữa đó đem về đẹp quá trời luôn đó. Bằng đồng hai dĩa mấy chị. Rồi bán hộp này cho mấy chị 4 set tặng cái dĩa luôn đi, 400 ngàn. Vô bấm máy cái này cho em ạ. Ami 400 nha, mã 400. Quá xịn luôn. Nè Dương cái dĩa tặng luôn. Rồi chốt cho Ami luôn. Bấm đi. Đúng rồi, Thủy Tinh. Gặp chưa? Gặp bộ đẹp chưa? Rồi gom gom mấy này mua ngày nãy nhiều lắm mà. Trời ơi, một đống nè, bà bán không hết luôn á. Cái hộp mới thích thì mắc tiền á. Đây nè. Nè, nè, sọc nè. Ừ, dễ phải không? Ừ, đem đây luôn. Ừ, đem lại. Nè nó đẹp nè mấy anh chị. Trời ơi cưng chết luôn. Cái này của nước nào vậy ha? Đâu? Italy. Hàng Italia. Hàng xịn. Cái này một set 200 ngàn. Hàng Italy nha. Nhớ kỹ nha. Cái 1, bình 2, hoa 7, 5 triệu rồi đó. 5 set. Set 200. Bộ này 1 triệu. Mã 1 triệu. Chào anh Biêu Quý. Ami ơi 1 triệu nè. Italy. Quá trời đẹp luôn. Mã 1 triệu 5 set nha. Hộp này 5 set 1 triệu. Kìa. 200 năm xét chốt cho cô Hương Rừng. Nè. Của cô Hương Rừng nè. Chị Diệu Hồng chịu sao rồi. Ơi vậy không có vậy đâu cô Hương Rừng ơi, hàng Italy là nó mỏng lắm chị, đẹp lắm. Trời ơi cái này được có 4 set cô nè. Mua này là VIP luôn á. Quá đẹp luôn nè. Này set nhiêu? Cái này hàng của ai coi cái. Hàng B, hàng này hả? Hàng này cũng 200 luôn. Rồi 800 bộ này mã 800 4 set mấy chị. Để coi dĩa đủ không? Đúng rồi 4 set 800. Cái này thiệt là đẹp luôn á. Nè. Trời ơi nó đẹp. Vô cùng vô tận luôn. 800 bộ này nha mấy chị. Ủa bộ lăng 3 triệu rưỡi nãy chưa chụp nữa trời. Bộ lăng 3 triệu rưỡi trên đó. Nè mấy chị coi cái ly nó đẹp nè. Mã 800. Bộ này nhiêu? Bộ này gì vậy? Ở này bình trà. Trời ơi, bình Kutani nè mấy chị. Lọc đẹp luôn. Một bình 300 ngàn, em có 3 bình. Mọc đỏ luôn. Một bình 300 ngàn, em có 3 bình. Mấy chị lấy mấy bình lấy nha. Một bình 300. Ly có quay đi. Cô Ly có quay, đi qua bên nhà bển lấy mấy cái ly có quay qua. Hên lấy giống nhau á. Đi có quay nguyên thùng sớm không? Biết rồi, đây là trước mặt nè. Đưa mẹ bán đi, bán đi. Rồi một cái 300 nha mấy chị.
Mã 300. Nè cái này để lên giùm mẹ. Hộp này nắp nào hơn? Thư. Thư ơi. Đúng rồi. Có rồi hộp này. Chén uống cà phê. Được cái ly đây bán cái coi. Ly gì? Ly 50 ngàn cái rồi chưa á. Khách kêu kìa. Nè lên dĩa hoa này cái đi. Lên gụp gụp đi. Nè với lưới nè. Bộ này 150 bán mấy chị, hộp này 130 luôn, mã 130. Quá dễ thương luôn nha, 150 bán 130. Cái đó cái gì vậy? Một trăm ba bề ngang 13.5 mấy chị ơi. Trước có hồng trần nè. Ừ. Đây hộp ly đẹp nè. Một cái gì 200 ngàn, 5 cái nè em bán mấy chị 1 triệu. Đâu? Nè, quá đẹp luôn. 1 triệu bộ này nha mấy chị, ngũ sắc vàng luôn. Chiều cao là 10 phân. Ngang miệng là 7.5. Kìa chánh trực nói gì 6 bộ ly đầu tiên gì kìa. Bộ này 1 triệu mấy chị. Bộ ly 400 á, chú chánh trực đang nói chuyện với khách. Nè có hồng trần nè, 130. Rồi. Đúng rồi. Chữ chính trực nói với Diệu Hâu á. Một hộp 30 ngàn. Mấy chị lấy mấy hộp? Em có tổng cộng là 5 hộp mấy chị. Bộ này 150, mã 150. Quá dễ thương luôn. Khoan. 5 set 150 ngàn. Chốt cho anh Quân Trần 150. Ý vô tâm trước rồi lộn bậy. Xin lỗi, anh Quân Trần sao rồi? Mình hút lâu còn hợp luôn á. Nè con. Vô tâm, anh Quân Trần sao? Ly này 50 một cái mấy chị. Này gãy quay nè. Mã 50. Má ơi. Cái bình hút lọc. Ly này cái 50 mình có số lượng nha mấy anh chị. Mộc có nói nè. 50 ngàn một cái có số lượng. Còn mấy cái à? Cái gì? Cái à, không tới. Nhiều cái? 10 cái. Chiều cao 26 phân. Cái bình mộc khúc lộc này em bán cho mấy chị 200 ngàn, mã 200. Bán rẻ luôn, 200 ngàn. Chị nói với shop chuyển cho chị đi nhé. Là chánh trực nhường cái gì á? Không biết. 50, anh Quân Trần lấy mấy cái anh? Cái 50, 200 chốt nè con. Bể luôn. Sao bể nè. Ly đó em có số lượng, còn cả chục cái anh Quân Trần lấy mấy cái anh bấm giùm. Bộ dĩa này 10 cái 300 ngàn, mã 300. Bề ngang 16 phân, 10 cái 300 ngàn. Thiệt là xịn luôn. 200 không? Ừ. Chị Hồng Trần 2 cái nè. Anh Quân Trần mấy cái? Ly nè con, chốt ly nè.
300 chốt cho chị vô tâm nè. Còn có 1, 2. Lúc nãy là 3. Thì chốt cho thì chốt cho chị, cô Hồng Trần 2 cái đi. Rồi anh Quân Trần mấy cái anh Quân Trần ơi? Này 300 nè. Vậy là còn còn 3 cái anh ơi, anh lấy hết đi, còn 3 cái. Cái bình này 150 bán cho mấy chị 130. Còn cái này 300. Bình này đẹp lắm nha cả nhà. Đi giữa hay vậy? Đâu ạ? Cái gì 300 Hương Nguyễn sao rồi? Cái này của cô Hồng Trần nè. Rồi còn 3 cái chốt cho anh Quân Trần đi. Ly còn 3 cái hết không? À, chú hỏi còn có mấy màu vậy? Có một màu một à. Cái này cho ai 2 cái rồi? Không Hồng Trần. Cô Hồng Trần gom lại đi khỏi chụp, dán giấy thôi. Rồi, rồi nè. Xin Nguyễn Thị. Rồi. Chào chị Bích Thuận. Rồi. Ai nữa? Vô tập. À, Bình Hên vừa đưa là 200 chốt cho chị xin Nguyễn Thị nè, nói Hên vừa đưa nè, bán cho cô 200 đi. Vì Bình này 200 trời. Đợi đi. Vô tâm nè. Để tin mà cô. Thôi kệ đi, bán đi. 200 rồi. Rồi, chốt cho cô đi. Lấy chú Quân Trần có 1 ly à. Ly còn rồi hư. Cái này là chốt cho cái người gì xin gì đó. Vô tâm hả? Không. Hay là của Bình? Bình Hanh vừa đưa đó, cô chốt. Đi cho xin Nguyễn Thị luôn nè. Ừ. À, vô tâm sao? Cái này mình bán cho mấy chị 150 rồi bán 130 thôi, đẹp lắm nha. 200 không? Ừ. 130, mã 130, màu vàng đẹp luôn, 130. Rồi lên Ly Thư ơi, Ly còn mấy cái gom cho chú Quân Trần đi. Chú Quân Trần lấy không cái ly à? Lấy 1 cái nè, hên chụp 1 cái. Vậy là mình còn mấy cái. Bộ dĩa này 10 cái, 150 nha. Bán rẻ hộp này 150 luôn. Mã 150 lưới thiệt đẹp nha. Bề ngang 12 phân, 150 ngàn. 130 chốt luôn nè con, chốt cho vô sinh luôn nè. Xin Nguyễn Thị luôn nè. Bộ này 150, mã 150, chốt cho chị Hương Nguyễn. Đi đâu quầy với Hên? Hả? Mày bấm đi để không thôi là lạc hết trơn luôn nè. Anh đâu với Hên? Này 130 nè. Lấy 1 ly. Này 150 nè. Này 200 nè, bấm đi. 130 là xin Nguyễn Thị. Ờ. Xin Nguyễn Thị 200 luôn. Còn cái này nhiêu? 130. 130. Gọi gì nữa cái gì? Cái bình này 200. 200 là vô tâm. Không, vô tâm sao? Tại vì giờ xin Nguyễn Thị nói cái bình hên đưa bán cho cô đi. Đừng ghi 200. Rồi hộp này 150. Có chén nha chị Hồng Yến. Ờ. Rồi cái bình này bán cho mấy chị 350 ngàn, bình mộc 350 ngàn. Chị Trần Giang sao rồi, bề ngang 24 phân, ngang là 8. Cái bình mộc 350 ngàn. Xếp trà của tiếng trực quay gì không? Ok nha. Đâu? Cái này chụp hình rồi nè. Cái này chưa chụp nè. Cái nào? Chén trắng, chén trắng mình không có. Em gửi hộp này đúng không? Ừ. Rồi ly đẹp nè mấy chị, có 2 cái. Trời ơi ly quá đẹp rồi. Em nói trước đó chị. Chén trắng chị xin Nguyễn Thị nói trước á chị nè, cặp ly nè em bán cho mấy chị, cặp ly này 200 ngàn, quá dễ thương luôn.
về uống trà đá đi, đẹp luôn, là hàng hộp chưa qua sử dụng nha. Một cái 100, em có hai cái 200, ưu tiên chai lấy hết, còn không lấy em chốt lẻ ra một cái 100, thiệt là đẹp luôn. Chiều cao là 10 phân mấy chị, ngang là 8. Ly uống trà có nắp một cái 100. Chăm chốt cho trên ri tô. Rồi em bán này cho mấy nè. Ừ, này cái 100, hai cái 200. Chục 150, có 20 mấy chị, ai lấy hết là 300, còn ai lấy một chục thì 150. Quá dễ thương luôn. Cái này mình đựng xôi, đựng đồ là vừa luôn nè. Nghe nhiều à? 200. Nè, 1 chục gì nè, 150 nha. Cho ai à? Cho ri tô. Ừ. Bề ngang là 14 phân mấy chị. Dễ Hương, đẹp Hương, nè. Hương Nguyễn mà. Hương Nguyễn, mày đọc lộn. Hương Nguyễn. À. Hương Nguyễn khách mới vậy? Chục 150 mấy chị, em có 20. Rồi ly này có một hộp luôn nè. Quá đẹp, bán ra cả nhà mình cái 20.000 mấy chị, lấy mấy cái xẹt mấy nha. Chiều cao là 7.5, chiều cao là 7, chiều ngang là 8.5. Còn dĩa này là ngang 14 phân. Ngang 14 phân chục 150 có 20. Còn ly cái 20.000 có 10 cái. Ly cái 20, dĩa cái 15. Mấy chị muốn lấy giá thì bao nhiêu thì comment bao nhiêu giùm mình. Dĩa là có 20 nha chị, lưới đẹp luôn nè. Ngang 14 phân. Ly cái 20.000 có 10 cái. Bưng đồ hên, bưng đồ bán không? Bưng đồ hộp bán. Con này lấy gì vậy? Đồ cắm hoa đẹp gì nè mấy chị. Ôi, có cái cục này để mình cắm hoa luôn. Trời ơi, cưng gì đâu không. Nè. Không có một chuyện thôi, bán 100 ngàn đi, mã 100 hộp này đi. Đồ cắm hoa bề ngang 12 phân, cao 13 phân. Bán cho cả nhà mình 100 ngàn. 350 chốt bình đó. Bình nào 350 không? 100 chốt cho Khánh Trần. Phương Nam sao nha. Cho ai? 200 cho Charito. Charito. Ờ. Bình 350, bình 350 là phải cái bình mộc không chị? Phải cái này thì ok nha. Nè. Phải thì ok nha, 350. Tại qua rồi không nhớ. 100 cháu trai. Đọc đi. Khánh chờ ơi, ông ngoại. Ừ đúng rồi, 100 cháu vô tâm. Nhầm. Nhầm. Ai nhầm? Vô tâm nó bấm nhầm. Nhầm nhầm 100 đó. Ừ. Thì là chốt giờ lên. Chốt cho chị Khánh Trần. Đúng rồi đó. Khánh Trần chốt là đúng đó. Không. Hai con này 70.000, mã 70 mấy chị. Đẹp nè. Hai con 70.000. Em chị Trần Thị Mơ, chị Trương Thị Mơ. Vậy là chị lấy cái bình 350 hả chị Mơ? Chị lấy chị bấm ok đèn hên á, chụp hình gửi qua cho chị. 70.000 chốt cho chị Trần Ly. Trần Ly có khách mới à, cũ thôi. Trần Ly khách mới cho số điện thoại nha, chuyển khoản mới đi đơn nha mấy anh chị.
ra bánh cho con. Bệnh chăm em chốt rồi chị mơ. Cũ hả? Ok chị nha. Rồi rồi nè chốt cho chị. Cặp này 150.000. Phu thê nha, mã 150. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, cái hộp này không lấy là uổng lắm đó. Em chốt trước hả? 100.000 đó của cô gì Khánh Thu gì đó. Nè. Cặp phu thê 150.000. Trăm chị ấy bấm nhầm, chị vô tâm bấm nhầm mà kế tới chốt chốt cho Khánh Trần á. Khánh Trần rồi, cặp này 150 nha mấy anh chị, mã 150. Hộp phu thê đẹp 150.000. Cô mơ sao nha cô mơ ơi. Chị thì Linh xả con Daruma. Chị Linh lên này chụp hình này. Xả cái gì lấy vô. Rồi bán riêng cho mấy anh chị đi. Bộ này bán cho cả nhà cái 30.000, bộ này 150. 150. Hết trơn đống này 200.000. Rồi mấy chị bán cho cả nhà mình 100. Có Khánh Trần đúng không? 160 luôn đi, mã 160 nha. Chào kiếp người. 160. 5 cái chén hai quay với 3 cái dĩa, 160.000. Mã 160. Năm cái chén đẹp vậy nè mấy chị, hai quay đựng đồ ăn xịn sò luôn. 160. Kịp không? Cái cho con xả con Naruma rồi hồi chưa chốt nha cô ơi. Ok 160. Lấy đồ hộp con 150 chị Hương Nguyễn. Ok luôn rồi, bán luôn 150 rồi chốt đi con Hương Nguyễn. Bộ này nè, bán đi bán đi. Này hả? Ừ. Rồi cái này bán rẻ luôn 200.000, mã 200, cái tô đựng chè. Mã 200. Bề ngang 22 phân, chiều cao 12 phân, 200.000. Mã 200. Gì nè mấy chị, một cái 50 em bán 40 thôi, 5 cái 200.000. Cái tô này trước bán chiều cao 1400. Tại mới khui được á. Miệng 6 phân. Là cái này thôi hả? Bộ đó 150 đó. Còn cái tô khác hả? Cái tô này bán hơi duyên nãy giờ 200.000. Không phải, 150 cho 2 ly phu thê. Vậy hả? Nè 2 ly phu thê nè. Bộ này mấy trăm, cái tô này lúc nãy bán 400 mà, nhưng mà nói gì vậy? Thì mình sáng giờ bán 400-500 đó. Không không, giờ không quá rẻ được, mẹ nhớ lộn giá cô Hương ơi. Bị mẻ luôn rồi nè. Mẻ gì? Mẻ nghe tới quay nè. Để lại đi. 300 cả 5 chén và 2 dĩa và tô to đi cô. Dạ không được. Tô này bị mẻ rồi. Mẻ thì có thể bán giá này đâu được. Mẹ gì đâu, nó phải mẹ nó bị nhâm nhẹ một tí vậy. Quay cho khách coi đi. Nó phải này rồi. Ai nói gì? 200.000 nha. Cái này nè, nếu bán 300 vẫn bán được nha, nhưng mà cái này cái quay này nó nhâm nhẹ thôi chứ không có mẻ gì hết nè. Được thì bấm ok. Không có giá đáng gì mẻ hết nha, nó sườn nhẹ chỗ miệng nè. Ngay đây nè. Bán luôn 300 đó nhưng mà nó bị tí xíu vậy đó, được thì ok. 5 cái ly 200.000. Chiều cao gần 20 phân, 5 cái ly 200.000. Uống rượu rang là ok luôn. 200 nha mấy anh chị, 5 cái ly 200.000. Còn tô này 1 cái 100.000, em còn 8 cái. Bình hoa còn nha cả nhà ơi.
chụp cho cô coi kìa, chụp cái dấu mẻ đó cho cô coi. Bề ngang 17, cao là 9, một cái 100 ngàn em có 8 cái, một cái 100 có 8 cái. Còn ly uống rượu một cái 20 ngàn nè mấy anh chị, một cái 20 ngàn. Ai lấy bao nhiêu cái thì mình có số lượng nha, cái 20. Rồi 120 cái cho chị Trương Thị Mơ. Gái lấy giùm mẹ ơi. Gái lấy giùm mẹ ơi. Chị Mai Kiều lấy 8 cái vậy. Rồi, là người lấy hết rồi. Không, bây giờ cho còn 6 cái chốt cho cô. Ờ, mẹ có ưu tiên người lấy hết không? Không, không, không có nói. Chốt cho cô Mai Kiều 6 cái đi. Rồi, okay. Nè, chứ chốt cho cô Mơ rồi. Nè con, cô Mai Kiều lấy hết, được chốt cho cô Mơ 2 cái. Để gì cũng hơi cậy nữa nè, để cái kia dưới. Rồi. Narumi 250 ngàn. Ông Narumi em chuyển qua rồi nha chị Diệu Hâu ơi. Bộ này nè, gửi qua cho Diệu Hâu đi. Em gửi qua cho rồi. Còn tới 5 cái gì lận chị, 5-6 cái gì em chốt hết cho chị đó. Narumi 250 ngàn. Chị lấy 2 cái của em đưa khách trước đi chị. Cô Chi Hồ đủ 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 rồi, đủ rồi cô Chi Hồ ơi. Kệ đủ rồi cưng, cảm ơn em. Nè dễ bự này mình có. Ây da trời ơi, dễ bự này bán cho mấy chị cái 500 ngàn luôn nè. 500 nha, 500 một cái. Bề ngang là cô Mai Kiều ơi, lỡ rồi lấy 6 cái 600k đi cô Mai Kiều chị ơi. Cậy chi chia ra nha cô. Bề ngang 45 phân. Nè để ông này lên trên đi. Rồi bưng đồ xuống bán hên. Lẹ lẹ đi. Hết đống này 250 ngàn. 20 cái luôn nè mấy chị, 250 ngàn. Hết đống này 250 ngàn. 20 cái nha. Bề ngang 10, gần 14 phân. 250 ngàn. Đưa cái gì vậy? Con lấy này mà không bán. Thôi thôi thôi, thì vô bán đi. Mất tiền để lại đi. Ủa, có khách mua, khách có mua bộ. Bộ 400 khách mua không được. 250 nè. Chốt nè con, chốt cho chị Hương Nguyễn nè. 250 nè. 500 ngàn cái khách cũng mua nữa, nó làm chi. Đâu phải đâu, mày tính bán đồ hộp. Mày dơ, sao mày tiền quá. Nè mấy chị ơi, một cái 400. Đồ Trung Quốc hay gì á, đồ xưa á. Một cái 400 nha. Có đủ cho cô 8 cái luôn nha cô Mai Kiều ơi. Cô mới lấy lên được 2 cái nè cô ơi. Lấy của cô Chi qua luôn ha. Cô Chi nhường á. Ừ. Rồi em bán cho mấy chị rẻ một cái 300 ngàn thôi. Cô Chi bán lỗ lên luôn nè, có 3 cái. Có 4 cái. Cái 300 luôn. À, đẹp lắm luôn mấy chị. Hoa này là vẽ tay cộm nổi nha. Cái 300 ngàn. Bề ngang 25.5. Mấy chị chốt cắt đi đừng có xả dùm tụi nghiệp. Nhắn nhật là nãy giờ ai hỏi nè. 9 cái chén nhật là 250 ngàn. Dính bụi quá. Lưới nè, vừa nói cho cô hơn gần. 9 cái 250 ngàn. 9 cái chén nhật 250 ngàn. Bề ngang 12 gần 13 nha mấy anh chị, ngang gần 13, cao là 5.5. Bộ này 250 ngàn. Rồi cái này chốt cho ai nãy nè. 250 không chịu bấm. Hương Nguyễn. Ừ. Bộ này 250.
cái điểm rồi. Đưa đồ Thư ơi, rồi ông này bán bình rượu này cho mấy anh chị 150 ngàn. Chiều cao là 10 phân, ngang chắc cũng khoảng 10 phân luôn mấy anh chị, nè đẹp nè. 150 ngàn bình rượu. Mã 150. Ông Dũng không đã không? 150 ngàn, 150 ngàn, ai chuyển 250. Hên mày làm gì vậy ạ? Cái hộp xanh nó hộp gì vậy? Hên có một ổ khóa kìa. Trăm rưỡi chốt cho chị Mơ nè. Đưa cái hộp xanh nó bán rồi. Phải rồi. Cái gì vậy? Gì hả? Nhiều hả? 150, cô Mơ. Thư ấy đồ nó bán Thư ơi. Từ từ mẹ con chụp hình giờ hết kìa, coi mẹ là từ hả? Từ từ hả? Đưa chồng dĩa lưới đây, đưa nó bán rẻ luôn. Nè, 20 cái dĩa nè, mà cái này ngang 16 phân nè. Cái này ngang 12 phân nè. Cái này 150 ngàn, cái này 250 ngàn là 400 ngàn, bán mấy chị hết trơn vậy nè, 350 luôn. Ai lấy hết trống này 350 ngàn. Mã 350. Cái này xây 12 nha. Cái dưới xây 16. Dĩa lưới đẹp luôn, 350 ngàn hết trống này. 350. 150 nè, kiếm không được. Ba trăm rưỡi mấy chị, 20 nha. Rồi cái bộ thủy tinh 300 nó có chốt không? Lên đây này không? Có chốt không? Chưa, cô ấy đang trả lời. Này gì ạ? Cái từ từ. À, cái này hôm Tết mình có bán là mấy trăm quên rồi. Bình hút lọc nè mấy anh chị. Bằng xà cừ nha. Một cái bình với một cái đồ gạt tàn. Bán cho cả nhà hồi Tết 600, giờ bán 500 thôi, bán rẻ luôn, 500 ngàn. Xà cừ, một bình hút lọc với một cái gạt tàn 500 ngàn. Mã 500. Có ngũ sắc nha, có ngũ sắc, có chú tiểu luôn nha. Đẹp luôn nè. Cho cái vô tâm nè. Ừ, 500. Cái bộ này nhiêu à? 300, trả giá đó. Mày nói nó bị chày nhẹ cái quai bán luôn đó nè. 500. Ồ, cái bình ngộ quá nè mấy chị. Bật nắp lên. Bình hút lọc. Còn không? Cái. Còn không? Cái nào? Cái bình hút lọc á. Khách chốt hay gì? Kìa, bình khách chốt 500 nữa kìa. 500 bên đây, còn mấy cái bên đây nè. Nó nguyên còn 3 bình kìa. Nè, thứ này nè nha. Rồi chốt cho xin thị Nguyễn Thị cái kìa. Rồi cái này em bán cho mấy chị 100 ngàn, mã 100. Xin Nguyễn Thị cái đúng không? Ờ, xin Nguyễn Thị có gạt tàn luôn á không? Có gạt tàn, để nắp lại đi. Có gạt tàn, ừ. Đẩy nắp lại này, còn 3 bình không? Ừ. 3 bình không thì trên đó có gạt. Thì mình chốt bộ gì nè, 500 ngàn, chốt bộ 500, chốt cho xin Nguyễn Thị đó. Rồi, vô tâm có một bộ nè. Ừ, còn này để lên. Cái này, cái này 100 chốt nè. Cái này không có gạt tàn. Mình bán riêng, mày nói gì vậy? Không. Bán riêng, ý không có tài bán riêng. Đúng rồi, nè, 100 chốt nè. Chăm cho cô Hương Hương Rừng nè. Rồi cái bình này nè, một bình gì là 300 ngàn nè mấy chị. Bề cao 25 phân 300. Cũng y an luôn nha, bằng xà cừ luôn. 300, mã 300, em có 3 bình. Một bình 300, chiều cao 35 phân, 25 phân. Nè, 100 nè. Rồi hết rồi. Rồi để này lên thôi rồi. Để bên bển nãy.
Rồi hên chị. 300 cho cô Hương Nguyễn. 300 là cái bình á. Bình thường mới cầm rồi lấy lên liền đi. Rồi bộ bình trà đẹp nè mấy chị. Chụp gì bán mấy nha. Nè bộ bình trà thiệt là đẹp luôn. 5 ly. Bộ bình trà này bán cho mấy chị 500 ngàn thôi. Bán bằng bộ Trung Quốc luôn. Đó đẹp dễ sợ luôn. 500 ngàn mã 500. Cưng ghê không? Mô Phật. Mã 500. Lọc tàn ông luôn nha mấy anh chị. Mã 500 bộ bình trà. Chào Đài Phạm. Cái gì mà nó kỹ dữ vậy ta? À bộ dĩa. Một cái. Hai cái. Có ba cái à. Rồi hộp này bán cho mấy chị 150 ngàn. Mã 150. Nó như cái vỏ sách gì cả nhà ơi, nó đẹp nè. 150 ngàn. Viền vàng xung quanh luôn. Lên bình hoa đi chị. Bề ngang 16 phân. Hộp này 150 ngàn. Khách chưa lên bình hoa kìa. Bình hoa có bình hoa. Để ăn sao ta. 150 chốt cho vô tâm nè. Bình hoa này 1 triệu nè mấy chị. Mã 1 triệu. Bình này là bình bự nha. Bình này cao là 21 phân, miệng là 10 phân, còn mình đo hết vòng bụng này cỡ 18 phân á. 1 triệu, mã 1 triệu. Đẹp lắm, thiếu có cái hộp thôi. Mã 1 triệu. Nè, 150 chốt nè. Trời. Còn cái bộ này nhiêu tiền của anh này nhìn cái. Bộ này 1 triệu mấy? 1 triệu rưỡi. Nè mấy chị, một cái gạt tàn nè, màu xanh coban nha. Thiệt là đẹp luôn. Với một bình hoa đẹp luôn. Em bán cho cả nhà mình gì nè, 1 triệu rưỡi. Nè con, để này lên. Ê. 1 triệu rưỡi nha, hai món vậy nè. Tâm luôn. Ok, nè con. Bình 1 triệu vô tâm. Bình 1 triệu cho đèn vào sáng hơn là bình nào vậy? Bình 1 triệu mới thiện thư cầm xuống đó. Này bộ trà rồi rồi. Cái này chụp hình thôi. Trời, cái gì mà nặng dữ vậy? Rồi cái này ai lấy hết thì 500, còn ai lấy lẻ em xé ra luôn nha, cái 100 ngàn. Này là đồ ăn bò bít tết mấy anh chị nè. Đồ cái dĩa ăn. Con xin Nguyễn Thị ơi, cô lấy cái bộ này nè, nó bị mẻ nhẹ 300, cô lên mã 300 giùm con đi cô ơi. Để con in ra cái bill ra nè, để con dán lên cho cô. Ngang 16 phân. Ngang 16 ăn bò bít tết nha, mấy chị lấy mấy cái lấy. Còn ai lấy hết ưu tiên 500 ngàn, mã 500. Nè nó đẹp lắm luôn. Một bộ gì là 5 cái. Để mình ăn bò bít tết đó mấy chị. Một cái như vậy là 100 ngàn. Mấy chị lấy lẻ em vẫn bán lẻ luôn. Rồi cặp dĩa đẹp sâu lòng 500 chốt cho cô chị Sao Nguyễn. Ok. Nè. Hai cái bình bưng ra đi. Cái bông thiệt là dễ thương luôn nè mấy anh chị. Thấy không, sang ghê luôn. Cặp này em bán cho cả nhà mình 140 thôi, cái 70 thôi. Bề ngang 23 phân. 140 nha. Cái này giữa da đẹp lắm mấy chị, bụi á. 500k. Cái bông hồng nè, đúng rồi. Nè. 140. Chốt cho chị Hương Rừng. Nè cái này của cô Hương Rừng nè, 140 nè. Còn nãy ba chốt không? Cái nào? 500. Không. Rồi lấy đồ lẻ đi.
chị Nguyễn Hạnh 140 sao rồi. Mới chị Hương Rừng, mới chát à đồ hộp. Hàng hộp là mới 100% đi thôi. Bảo đảm chị. Mấy cô yên tâm một cái. Cái nào bị chày bị gì thì em báo cho. Mấy chị chốt được bỏ là em bán rẻ không sao chứ. Nào mới em nói mới. Cái này mới nè. Quá đẹp luôn. 150.000. Mã 150 cái hộp quá đẹp mấy chị, mới chát luôn. Chị Trương Thị Mơ 1 triệu. Chị xem lại là cái bình hả? Thấy không? Bình là 1 triệu. Bình màu tối tối đó. Anh Thư để đâu đó? Chốt cho anh Phương, chị hả? Phương Nam. Bề ngang 24 phân. Bình em chịu đâu mấy được. Chị Ly Ngọc sao rồi? Nè Phương Nam nè. Nhiều 150. Nè chị, cái bình này là mấy triệu? Triệu mấy á, em thấy người ta bán á. Mà em bán 1 triệu thôi. Qua Tết rồi bán 1 triệu thôi, bán lỗ luôn á, lấy vốn ra là chầu hụi. Có chầu hụi không? Đó. Bề nha, bề dài 2, bề cao 21 phân. Cái miệng 10 phân, bề ngang này gần 20 phân á mấy chị, nó đẹp nè. Bằng Meka chị ơi, cái mới chốt 150 bằng Meka. Em lấy chị Trương Thị Mơ nè, 1 triệu cho cô Mơ nè. Ok. Không mẹ nhé, bình này đâu có mẹ không, đâu. Mẹ đâu có bán đâu, yên tâm. Bình này thiếu cái hộp á. Mẹ là em bỏ lại. Ê, mình khui cái hộp bữa đó pha lê đâu rồi. Biết đâu rồi, để lên này ôm chồng xuống nữa đi. Từ từ. Nè. Bán đi rồi con lấy từ từ số. Chưa, chồng này lên luôn. Thôi. Nặng lắm. Trời, bộ chén. Bộ chén quá đẹp mấy chị. 2, 2, 4, 5. 10 cái chén. 10 cái chén với 10 cái dĩa. Nè mấy chị, mua một hộp luôn 10 chén 10 dĩa đặng mình để gì nè. Nó đẹp quá trời luôn. 500.000. Dĩa 10 cái 200, chị chén 300 chị, 500.000. Chị lấy bộ này không trời. Chị ơi. Chị xin Nguyễn Thị ơi, chị lấy bộ 300 không chị ơi? Không thì em lên em bán thôi nha chị ơi. Bộ này 500 mấy chị, quá vừa ăn cơm luôn nha. Mã 500. Đẹp lắm luôn nè. Vừa có dĩa mà vừa có chén luôn, 500.000. Bà Thư. Bà Thư để ví giùm thôi. Nè cái bộ này à, cái miệng ở trên này nè nó bị nhẹ tí xíu xíu nè. Không đáng kể luôn. Giống như cái tay mình giờ vô đụng nó chạy chạy thôi đó. Em bán 300.000 cho mấy chị đó. 3 cái dĩa, 5 cái chén gì nè. Ây da. Với một cái tô. Nè. Bộ này nè, cái quai nó bị chạy nhẹ nha. Không biết giờ nằm đâu đâu. 300.000 bộ này là bán lỗ luôn đó. 300, mã 300. Rồi chốt cho xin Nguyễn Thị nè. Trời ơi, hỏi bà chị nãy giờ bà chị im ru luôn. Bà chị đã đem lên là chị mới bấm 300 không à. Bề ngang là 20.5. Của ai? 200. Dạ con chốt rồi cô Hương Gần ơi. Chốt cho cô xin Nguyễn Thị rồi. Cái này được 5 cái. 5 cái là 5 màu luôn mấy chị. Bộ này 5 cái 5 màu thì gọi bán nhiêu vậy? 300.000 phải không? Không Thư. Dạ. 300 hôm nay bán mấy chị 250.000. Còn mấy hộp vậy? Còn có hộp một thôi đó, bớt 50.000 luôn đó, 250. Để đó lên bán thôi, đó chưa bán. Mã 250. Bộ dĩa màu 250, 5 cái 5 màu nha. Đẹp lắm. Cái này để đẳng đi, này bán hoài bán không được nè. Nữa bán rẻ luôn. Này gì vậy ta? Cái này phải cái áo mà người ta đứng ta bán đồ ăn không? Đúng rồi. Kêu bằng cái gì nè? Tập về. Cái tập về gì đó mấy chị quấn vô mình á. Em bán bữa hổm mà tới bán hết mấy bộ nè, bộ 100.000 đẹp lắm, cái tập về. Để mình mang cho mình nấu đồ ăn nè, 100.000 mấy chị nào bận cái này thì lấy mã 100.
mã 100. Cái bông nó đẹp lắm, mang vô đẹp lắm, có dây mang luôn. Mã 100. Còn cái này 50.000. Này có nhiêu hộp Thư? Hộp mê can. Cái này nè, một hộp 50, 5 cái 50.000 hộp, bán lỗ luôn. Nè, bằng mê can nha. Diễu Hoa nãy bao nhiêu tiền? Diễu Hoa 400, bán 350, lỗ 50. Diễu Hoa nó đẹp lắm đó chị Ánh Thu ơi. 50, chị Phương Nam lấy mấy hộp? Em có số lượng nè, 50.000 một hộp, em có số lượng. Lấy dĩa qua để cho khách coi coi. Phạm Thị Phương Thảo nữa kìa. Thư ơi, lấy cái này lại nè. 50.000 hộp, 50.000 hộp. Ôm cái này lại bán nè. Hiện tại là một hộp cho Phương Nam, với chị kia một hộp nữa. Rồi Phương Nam một hộp. Nè, cái đó cái gì vậy Thư? Gì hả? Chị Nguyễn Trang một hộp, Phương Nam một hộp, Phạm Thị Phương Hảo một hộp. Rồi lấy đi, để đắng đi. Ngừng hộp hộp. Phương Hảo rồi luôn à. Rồi Nguyễn Trang một hộp luôn nè. Bình nè mấy anh chị, một bình 50.000. Đúng rồi. Mấy chị lấy mấy bình sạc máy nha. Bình là cũ. Chiều cao là 14 phân, ngang miệng là 6 phân. Hết chưa? Rồi. Một bình 50.000. Nè cả nhà ơi, nó đẹp vậy nè. Lá tre, lá trúc nha, bình 50. Mã gì bây giờ? Mã bình đi. Mã bình nha, mã bình nha, bình sạc máy nha. À, lấy đồ lên. Bình 50, Phương Hảo một cái nè. Ừ. Đây. Võ Tâm một bình nè. Ừ. Rồi Nguyễn Nô Hạ bình sạc 10 cái không đủ. À, vậy hết rồi, không đủ 10 cái. 2, 4, 6, vậy còn 7 cái nè, Võ Tâm cái phải không? Rồi còn 7 cái chị lấy nha chị. Rồi chốt 7 cái cho chị Nguyễn Thị Thu Hà. Nguyễn Thị Thu Hà lấy 7 cái lên ok, comment số điện thoại giúp em nha. Khách mới. Dạ. Yeah. Rồi chị cho số điện thoại luôn chị ơi, chị Thu Hà ơi, bình nó đẹp lắm đó. Bưng đồ bán không? Bình 50. Ngọc dịch hết rồi nha. Trời, tô này đẹp quá nè mấy chị. Mà nó không có mọc, bán rẻ một cái 100.000. Có 5 cái viền bạc luôn. Bề ngang 23.5. Cao 23.5, cao là 6 nha mấy chị. Cái 100 luôn, bán rẻ luôn. Có 5 cái, ưu tiên trai lấy hết đó, 5 cái. 7 cái nhiều, 350 phải không? Ừ. Chị Nguyễn Hạnh chốt tô thì chị lên mã giùm em đi. Hết luôn là mã 500, chị bấm 500, 5 cái tô đẹp lắm luôn nè. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị chốt, chị bấm mã 500 giùm chị ơi, để người khác bấm là chị khỏi luôn đó. Hai cái này dán riêng nha Thư. Hai cái này là hai khách.
Bề ngang 23.5 luôn. Còn cái này là nó dính bụi nè, dính keo nè, em bán rẻ cái tô này cho mấy chị nha, 100.000 mã 100. Rồi 105 cái cho cô Mai Kiều nè. Rồi cái này mã 100 luôn, chị Mai Kiều lấy luôn nha. Đẹp quá nè. Cái tô chốt cho cô Mai Kiều 500. Rồi cái này mã 100 mấy chị, chốt cho Võ Tâm 100. Em đi lấy đồ em bán, đợi nó lâu quá. Dao mình còn nhiều ít vậy Thư. Rồi dao một cây 100 luôn mấy chị. Dao ra ba của Nhật nha. Một cây 100 em có dao nha. Ai lấy thì comment dao giùm nha. Dao của Nhật một cây 100, dài 30 phân. Này vô tâm. Rồi chưa, lại bán đồ lẻ đi. Rồi chị Mai Kiều tới luôn. Dao 100. Dao 100, dao 100 mấy chị. Hai cây dao. Ừ. Trước Tết 102 mà. Ở 102, 100 qua nè. 102. 102 lộn. 102, 102 chứ không có 100. Lộn. Rồi cả nhà ai lấy 102, sẹt 1 thì sẹt 1, 102 sẹt 2 thì sẹt 2. Lộn mấy chị, 102 em nhớ lộn. 102 sẹt 3 thì sẹt 3, dao còn mấy cây à cả nhà ơi. Lộn. Nhớ lộn cả nhà ơi, thông cảm đi cả nhà ơi. Lộn. Con lo chụp hình con quên. 5 cái tô, cái 70.000, bộ tô này 350, chị Mai Kiều ơi, đẹp quá trời luôn. Dao còn mấy cây thôi. Dao 120 chốt cho Ngọc Dịch kìa. 4 cây, 5 cây. Bề ngang 21 Ngọc phân. Ngọc Dịch 120 nè. Cao là 8 phân, bộ tô này 350.000. Quá bự luôn nha mấy chị. 350 chốt cho Võ Tâm nè. Em mua rồi, lấy một cái dao cho 5 anh luôn. Rồi gom dao là bán hết luôn đi. Đào 5 anh một cây nè. Rồi cái tô men sợp 250.000, bán mấy chị 200 luôn. Quá trộn gỏi ăn là ok luôn. Mã 200. Bề ngang 31.5 nha. Thôi không lấy bát to nhé. Mã 500, mã 500 hồi nãy hết rồi. Mã 500 trước cho cô Mai Kiều. Trước cho cô Mai Kiều rồi cô Nguyễn Hạnh ơi. 200.000 cái dĩa bự, cái tô bự nha mấy chị. 200 mã 200. Mã 200 em còn cái một đó, cái tô á. Rồi chốt dao đi, rồi đưa chồng đồ luôn. Dạ. Xin Nguyễn Thị chốt một cây luôn nữa không cô, xin Nguyễn Thị ơi. Cô xin Nguyễn Thị có lấy không cô? Mã 200 cho Nguyễn Hạnh nè. Ok, cái tô cho cô. 350 để gì vậy? Nguyên chồng tô á. Dĩa giò nè. Thì giá gì? Giá lộn. Đào 5 anh với Ngọc Việt à. Rồi chốt cho Ủa? Cô Ngọc Việt ơi, anh có in đào 5 anh chưa? Chưa. Dao nữa kìa Nguyễn Thị Thị. Nè tô 200 nữa nè. Nè đào 5 anh một cây nè Ngọc Việt à. Rồi chụp hình chưa? Chụp hình rồi. Rồi tô 200 nè. Xin Nguyễn Thị một cây nè. Rồi lấy đi. Còn mấy cây à? Còn 3 cây cuối cùng nha cả nhà ơi. Trần Thị Thị Dung một cây nè. Còn 2 cây thôi nha cả nhà ơi, ai nhanh tay lấy hết 2 cây nha, không còn nhiều nha. Rồi còn 2 cây nha. Còn 2 cây cuối cùng cả nhà ơi. Còn 2 cây dao mấy anh chị ơi. Rồi cái tô 200 chốt cho Nguyễn Hạnh nè. Con lại con bưng vàng hộp để cho mẹ đi. Con chưa chụp hình xong nữa mẹ kêu dao con. Dao 2 cây cho vô tâm luôn nè. Rồi này Nguyễn Hạnh nè. Dán cái đi. Hết rồi, hết dao rồi chị Đào Huy Mơ ơi. Nguyễn Hạnh nói
giam nãy nãy không? Ừ. Vô tam giam hai. Rồi hai cây hết giao luôn. Lấy thêm một cây. Rồi hết luôn rồi chị ơi, hết giao luôn rồi. Rồi coi mãi kiếm kỹ mãi còn giao không? Hết luôn, thiệt phải không? Ừ. Chưa? Chụp chưa? Vô tam chụp rồi, còn cái to chưa chụp. To 200. Rồi. Nhiều chưa Thư? Nhiều quá ơi, còn cái hùng nữa em á. Sọt rồi đó. Rồi lấy đồ lên. Chốt từ đầu. chị mơ nó chốt từ đầu kìa. Chị sao đó, bởi vì mới không tới chị đó. Yên tâm đi, em chốt ai cũng đúng hết trơn. Lẹ đi con, bưng lại nguyên dàn hộp coi. Cái gạt tàn đó bắn thử. Mày nhỏ nó giỡn mày. Chạy lai làng âm sùm. Luyện đi. Ai biết. Ôi một cái tô thủy tinh đẹp nữa chị. Đựng một dĩa đồ là cực kỳ đẹp luôn. Bán mấy chị 200 ngàn, mã 200. Tô gì đó 200. Kệ đi, bề ngang 33, 34 phân. 200, mã 200. Cái tô thủy tinh quá bự luôn mấy chị ơi. Cái dĩa bề ngang 34 phân, 200 ngàn. Mã 200, thiệt là cực kỳ luôn nè. Mã 200 có một cái duy nhất nha. Mã 200. Giao bên này bán rẻ chứ mấy shop khác bán 270. Vậy hả? Ừ. Đúng rồi, mình bán rẻ. Cái nắp mình mới thì đâu rồi. Mình bán rẻ, uy tín và chất lượng. Luôn đặt lên hàng đầu cho cả nhà mình nha. 200 nè, để xuống không? Nè, bộ lá nè mấy anh chị. Sao nó có cái quai này là làm gì vậy? Bốn chiếc lá nhỏ, một chiếc lá lớn, cái quai này không phải, lộn vô. Nè, đẹp không? Chị Mơ nói gì kìa? Em chốt lúc 100 đó đi với giả hay gửi. Rồi, để đi, em kiếm đi một cây nữa, em gửi cho Trương Thi Mơ nha, chị yên tâm nha. Rồi, để em lục, em gửi cho chị sao cũng được, Mơ gửi cũng được. Chắc còn sót á. 5 chiếc lá nhỏ, 1 chiếc lá lớn. Thôi bán hộp này cho mấy chị 200 ngàn thôi, mã 200. Mã 200. Cô Hương Nhường nói gì kìa? 200 chứ cô Trương Thị Mơ. Cô Hương Nhường nói gì kìa? Cô Phương Nam sao? Cái lá lớn đó không có lộn đâu. Trời ơi, cái dĩa đẹp nè mấy chị, trong hộp luôn. Men sợp nha, nó không có mọc chuyện. Mà nó bự. Bề ngang 38 phân, bán cho mấy chị 400 ngàn. Quá đẹp luôn. Mã 400 mấy chị ơi, nó đẹp nè. Lưới mà bông nổi luôn. Mà tới 38 phân bề ngang nha. Dĩa 300 ngàn, em bán 30 phân. Còn này tới 38 phân, bán 400 ngàn. Mã 400. Mã 400 chốt cho chị Hương Rừng. Ok, cảm ơn chị đẹp. Anh Quang Vinh sao? Lấy dĩa lên con. Hên, lấy bộ dĩa mà có một cái bự, năm cái nhỏ á. Hay cho ai? Cô Hương Rừng. Nhiều không? À, 400. Không có chuyện, anh vô tâm ơi. Tại vì cái đó là chị ơi, cái đó là mấy sợ. Cho 400 chứ. Cô Hương Rừng. Chú Quân ơi, Quang Vinh sao? À. Lấy bộ dĩa này nè Thư, lấy bộ dĩa mà có một mẹ năm con á. Kìa, bộ xanh với đó, dĩa xanh với đó đó. Nè, đâu đây nè, ừ. Bên này hả? Dưới nữa. Bên này hả? Có dĩa không cô? Có đũa, ờ, có đũa, không có đũa. Dưới nữa đi, lấy hộp dưới nữa đi. Hộp xanh á, hộp xanh dưới cuối cùng á. Dưới nè. Cái đó cái gì ạ? Hộp xanh kia kìa. Ờ, dưới đó đó. Ờ, lấy hộp kia đi.
Đó đó. Cái này là đồ chân yến nè. Vẽ tay luôn một hộp vậy nè, có cái muỗng. Với có một cái đế ở mũ nè, một gì nè. Bán hết hộp thì cho mấy anh chị 400 ngàn. Mày em ơi. Mã 400, 5 hộp, 5 dĩa, 5 muỗng, 400 ngàn. Đẹp nè mấy chị. Mang rạng luôn, thiệt là đẹp. Mã 400 nha. Thư đâu rồi, đưa hộp ra đây Thư. Chị mơ nói gì kìa, có quay gì kìa. Chị ơi, có cái quay vừa bứt ra đó, cho vào nghe. Cái quay đó là của cái dĩa. À. Mà không biết cái dĩa nó nằm ở đâu. Nè mấy chị. Đâu quay đâu đương coi ơi. Nè cái quay này của cái dĩa nè. Ờ. Cái này không biết nằm dĩa nào chị ơi. Đâu có cho được. Nè đâu có cho được. Cái này chắc nó còn sót cái dĩa nào lặn lặn đâu đây á. Có cái dĩa đang mình bưng lên á. Nè 5 cái dĩa nhỏ. 5 cái dĩa nhỏ, một cái dĩa lớn nè. Em bán cho mấy chị một bộ gì nè, 550 ngàn. Bán 500 luôn, em có nhiều bộ đó. 500 một bộ. Thiệt là đẹp luôn. Bề ngang là 31.5. Cái nhỏ là 16. Nó ở cái lá to, gì phải rồi. Hả? Nó ở lá to, để cho chị đi chứ về chứ xài được chứ xài. Thư, quăng cái quai này vô cho chị Trương Thị Mơ. Cái bộ lá 200 nãy chị chốt á. 500 chốt cho biển nhớ nè. Một bộ gì 500 ngàn, 500. Mấy chị lấy mấy bộ em có 4-5 bộ đó. Bộ 500 gì nè, quá đẹp luôn mấy chị. Biển nhớ là chuyển khoản đi đơn nha khách mới ơi. 500. Rồi chốt cho chị một bộ nè. Còn chị nào mấy cái ạ? Một cái to và 5 cái nhỏ như thế này nha. Một nhỏ, 5 nhỏ, một lớn. Chốt cho Sao Nguyễn lấy con. Chốt cho chị Sao Nguyễn nữa. Đẹp lắm, cái bông nó thiệt là đẹp luôn. 500 ngàn mà được 6 cái dĩa. 5 nhỏ, 1 lớn. Ừ. Rồi, chốt ngự hộp rồi không? Bấm Bích đi. Thuận Nguyễn Thị nè. Ờ. Ba hộp rồi đó. Nè, đang hộp nè. Rồi, Tiết Dung nữa. 500 dĩa nhỏ lớn luôn. Rồi, 4 hộp rồi đó. Biển nhớ chuyển khoản em mới ship hàng được nha biển nhớ ơi. Có 4 hộp rồi chốt đi Gần Hơn ấy. Gần hộp. Chị Hương rừng hộp nữa. Nó cùng mẫu nhau không Thư? Mẫu à. Vì biển nhớ thì in cô Hương rừng sao? Cô Hương rừng nữa mà cô Hương rừng sao phải không? Nè biển nhớ một cái nè. Sa Nguyễn một cái nè. Ai nữa? Bích Thuận Nguyễn Thị. Bích Thuận Nguyễn Thị một cái nữa nè. À. Rồi. Ai nữa? Còn nữa. Tiết Dung nữa. Tiết Dung một bộ nữa. Tiết Dung khách mới cho em xin số điện thoại nha. Chị Tiết Dung nhắn số điện thoại liền. Chuyển khoản em mới đi đơn nha chị ơi. Em chưa. Rồi ghi cô Hương đường sau bấm vô luôn đi. Thiếu chị bình này nè. Thiếu chị Bích Thường Nguyễn Thị đó. Thiếu cái này thiếu cái quai. Rồi xong rồi thiếu cái bình cái quai không. Nó gửi chung cho chị. Tự cháu cái vỏ đẹp để cháu đi cho Tiết okay. Dung in biêu. Rồi cho in cô Hương đường sau luôn. In cô Hương đường sau dán vô đó luôn. Mấy chị khách mới vui lòng chuyển khoản mới đi đơn nha mấy anh chị. Còn chốt hơi nhiều một chút thì chuyển cọc cho em 500. Chào chị đẹp qua tím. Chúc chị đẹp năm mới phát tài. Phát tài có tiền mua đồ em nhiều. Rồi lẹ con lấy đồ lẹ lại. Ô cái bình này đẹp quá nè mấy chị. Ý đẹp quá. Thủy tinh nha, thủy tinh mà hai màu. À bộ 500 cô Hương gần chưa có. Con mới dự bị cho cô à cô Hương gần ơi. Đề ngang là 5 phân miệng nè. Khi nào cá có đi.
Khi nào có thì đổi qua cho cô cũng được. Tại vì em có bốn bộ mà em chốt chào hết luôn. Chào chị đẹp quá tím, chị đẹp quá tím ơi, lâu quá mới gặp chị nha. Nè, đẹp nè. Cái bình thủy tinh này bán cho mấy chị 120, mã 120. Quá dễ thương luôn. 120 nha mấy chị nè. Một trăm hai chốt cho chị Sa Nguyễn nè. Đây. Trời ơi cái gì vậy? Ôi bộ dĩa quá đẹp mấy chị, mọc ẩn luôn nha. Vô tâm sao luôn, chị Hương rừng sao luôn. Còn cái này mà cái bự. Còn cái bự. Đâu trăm rưỡi nào đâu, trăm rưỡi nào đâu. Trăm hai à. Chốt cho cô ai. Hỏi cô không cần lấy không, có một cái bự à. Có cái bự nè chị. Cái bự 400 em còn cái nè. Vô tâm sao nè. Đúng rồi cô sao luôn mà. Bề ngang 38 phân luôn. Tới cô là hết luôn. Bề ngang 38 phân 400 ngàn mã 400 chị Hương gần có lấy thì bán. Ai không 400. Lấy thì chốt cho cô nha. Quá đẹp luôn 400. 38 phân 400 cái hộp của người ta mày lấy thì dục vậy mày. Ba mươi tám phân mấy chị 400 ngàn em còn cái nè. Bộ dĩa này 5 cái quá dễ thương luôn rồi, bán rẻ luôn 5 cái này. Cái này không phải là dĩa trắng nha, nó ẵn mấy cái lá bông bên trong nè cả nhà. Cái cốt này rất là nặng nha, hộp này 350 quá nặng rồi, hàng chị ẵn nha, bông nổi luôn, bông nó ẵn ẵn bên trong nè cả nhà, nó rất là đẹp nha. Nói thiệt cái này ai mà xài này là sang lắm luôn á. 350 nó nặng gần 2 kg mấy chị. Bề ngang 23.5. Cái con nó là vậy nha. 350 chị Tuyết Dung nó bán không 300 luôn đi lại gì vậy? 400 là gì vậy? Điện nhớ nè, bộ này nè đang kêu nè. Ý 400 là cái dĩa bằng bự. Bộ này 350 dĩa bằng chào bự. Chào anh Trần Trung Phát nha, anh Trần Trung Phát ơi. Có thấy đâu chào. Có, anh ở nổi bên đây nè. Vậy hả? Ừ. Kìa, chốt cái dĩa 400 đem bệnh bấm liền đi. Anh Trần Nhân Phát chốt 400 sao rồi nha. Chào chị My Sài Gòn nha. Vậy là chốt dĩa 400 đúng không? Điện nhớ. À, gia đình ăn Tết phát tài nha Phát. Rồi bộ này 350 mấy chị. Quá đẹp luôn nè. Nó nặng cỡ 2 kg á. Mọc ẩn luôn 350. Nè quay gì khách coi mới biết nè. Quay gì đó quay đi. Bộ này đẹp lắm cả nhà, không lấy là ổn. Nè cái bông nó ẩn bên trong là cả nhà thấy không. Có đèn led vô là whip lắm. Nhìn nó sang lắm. Nó không phải là dĩa trắng nha. Đó bông nó ẩn đẹp lắm. Bộ này 350 thôi. Đây nè. Chào cả nhà yêu. Rồi cái bộ, nè. Bộ mấy cái chị? Hỏi là bộ này mấy cái? 5 cái. Chị Trương Thị Mơ lấy bộ này đi, chị Trương Thị Mơ. Đẹp bộ này đẹp lắm á. 5 cái hay nhiều đi. 5 cái hàng mới, hàng full hộp luôn chị ơi. Ừ. 5 cái. Đúng rồi, 5 cái. 5 cái chính xác luôn. Bộ này nên cho con bộ chén cơm chú tiểu nữa để con chuyển khoản tiền luôn. Rồi báo con đi 400 ngàn chú tiểu. Rồi ok quất bộ này 350 chị Mơ luôn nè. Không là... cái bộ này giống cái tên của chị Mơ. Vậy hả? Nhìn nó mơ mộng. Cái bộ này là để dành cho khách rồi chưa giờ nè mà thôi bán luôn 400 nghe nói bán luôn. Chú tiểu 400. À, đi xử hả? Đi mà đúng không? Ừ. Rồi chốt nè 400 rồi. Cho biển nhớ luôn. Này chưa chịu mơ rồi. Hộp ly, hộp ly. Vô tâm sao? Hộp ly gì ạ? Bông lúa. Trời, đẹp chứ vậy? Đâu mà được nhiều cái gì? Chú tiểu 400 hết rồi chị ơi. Nè mấy chị Phạm Thị quá trời đẹp nha. Một cái bông lúa gì 40 ngàn. Em có 5
15 cái mà thôi bán cái 30.000 thôi, mấy chị lấy hết thì comment hết, còn lấy 10 cái chốt 10 rồi vẫn bán nha. Cái 30.000 bông lúa mọc đỏ. Hả? Uống trà uống gì cũng đẹp hết trơn. Miệng là 8.5, chiều cao là 5.5, chén bông lúa. Một cái 30.000 có 15 cái. 450 hả? Ừ. Hết luôn hả? Ok, hết luôn. Cho chị Phạm Thị Phương Thảo nè. Ok. Rẻ dữ vậy trời. Trời đi luôn. Sao rẻ dữ mà không quên nữa. Thì 30 cái. Trời bông lúa tao mắc hơn cái kia nữa, chuyện ngấy người ta luôn nè. Thôi kệ bán rẻ đi. Rồi lấy đồ đi, rồi mời khui cái khác, chén cơm. Chén cơm có này bán 250 nè, 9 cái 250 ngàn. Bông thiệt là đẹp luôn. 9 cái 250. Bề ngang 12.5. Chiều cao là 5.5, bộ này 250 ngàn. Thiệt là dễ thương luôn nè. Bông nổi nha, bông nổi. 9 cái 250 ngàn. Là chốt cho ai vậy chị? Phạm Thị Phương Thảo. Chén cơm còn một đống kìa. Cả nhà lấy chén cơm không? Lên chén cơm ở nhà xem nè. Bộ này 250, 9 cái mấy chị lên mã 250 nha. Bộ đi như thế này là em hết rồi chị ơi. Đây này, chén cơm còn hộp luôn nè cả nhà ơi. Bán rẻ cho cả nhà mình luôn nha. Bán rẻ cho cả nhà về xài. Mười cái luôn, chén ăn cơm thiệt đẹp. 250 ngàn. Cái này giống thú quang luôn nè. Bề ngang 11.5. 11.5, chiều cao là 5. Vậy 450 có ai chút sao không quên nữa. Vậy là chốt, vậy là chị ấy chỉ nhường lại bộ này cho anh, cho chị Vô Tâm rồi nha, chị Vô Tâm ơi. Đây, nhường lại chị Vô Tâm nha. Thôi, đỡ rồi. Chén ngũ sắc em chưa thấy chị. Okay. Anh Thu ơi. Bộ chén 250, rồi ok rồi kìa. Vô Tâm, ok. Bộ này 250, mã 250. Chơi, anh rồi đó. Anh đâu? Rồi lấy đồ lên, lấy đồ lên. Cái này 250 hả? Ừ. Cho ai hả? Chưa cho ai hết. Ừ, sáng ta hỏi cái xây đó không chịu đưa lên. Xây bánh mứt đó. Cái gì vậy? Wow. Bình nè mấy anh chị, cái 100 em còn 2 cái. Quá đẹp luôn. Màu hột gà. Chiều cao 20 phân. Chiều ngang 7 phân. Cái 100 em còn 2 cái. Quá đẹp luôn. Mọc nổi luôn nha. Cái 100 còn 2 cái. 100 còn 2 cái. Trời ơi, chợ này là bán giá cao nha. Giá cao là giá gì? Trời ơi, nó đẹp thật sự luôn mấy chị ơi. 100 cho chị Trương Thị Mơ. Chị lấy mấy cái? Rồi, 2 cái luôn, 2 người luôn nè. Trương Thị Mơ với Võ Tâm, Vô Tâm. Còn Tu Không là sao rồi? Ôi mấy chị ơi, nó đẹp nè, đẹp hơn cái bông lúa nữa nè. Cái hộp này tới 20 cái, 25 cái nha. Ai lấy mấy cái xẹt mấy giùm nha. Ít nhất là lấy 5 cái nè. Cái gì bán phụ thọ không bán? Mấy cái vậy? 25 cái nó nhiều. Một cái như gì là 40 ngàn, quá trời đẹp rồi. Chục 400, bán 350 chục đi nè. Trong này có được 25 cái, cái 35 ngàn. Vợ đèn vô cái đó hên, đẹp nè. Mà ngặt cái là nó mỏng, nó là xứ xương luôn nha. Nó đẹp cực kỳ nha cả nhà. Nè. Đó. Chục 350, hợp còn ly nè. Còn như mấy cái này nè, còn như mấy cái này đưa vô nè. Nó là nó không có luôn. Nó không có lên đèn luôn đi, nó quá dày. Nè, đâu đưa chén lên này, đưa chén lên này. Khác xa một trời một vực với người ta nè. Còn đèn nha, không có chơi tắt đèn nha. Nè, đó, đưa đây. Lấy bộ này nha em, lấy hết cho chị luôn á. Ờ. 350, 700. 700 với cái kia 5 cái nữa. 5 cái mà 35. Là 175.
Nói bậy bạ tính, bậy bạ tính nhanh. 175 nè, bà tính đây nè, bây giờ mấy cái? 25 cái. Bây giờ 20 cái là 700 đi, 700 cộng 125. 825. 875 ngàn. Ờ, 875, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cực kỳ. Là cái 35 ngàn phải không? Ừ. Nhân 25 nè. Nhân 35. Nhân 35 nè. Vậy nhân 35 phải hả? Ờ. Vậy lộn rồi. 25 cái. Nhân vô giá 35 tiền. 875 lộn đâu nè, có 875. Vô tâm lấy hết 25 cái, ok. Rồi cái này còn dữ dội đẹp nữa nè mấy chị. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Sao có một cây muỗng hả? Hủ đường. Trời, hủ đường gà luôn kìa. Hủ đường là con gà nha. Đó, hủ đường là con gà nha. Đỉnh giờ. Ờ, dĩa là nè. Nè, nó bộ này 700 mà hôm nay bán nhiều không biết. 800 ngàn. 5 xét trà. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp chưa từng tưởng tượng đẹp. 800 nha mấy anh chị nè. Cái chiếc lá, 5 bộ chiếc lá gì hủ đường 800 ngàn. Có một cây muỗng để quậy đường luôn nè, múc đường luôn nè. Hủ gà có chị cây muỗng. Chị Võ Tâm quỷ bộ 450. Đem 450 vô. Bộ con gà thiệt là đẹp luôn. Đó, bộ này đem về nhà xài đi ha. Gì? Bộ chung hồi nãy á. Đúng rồi, bộ ly đẹp đẹp đó. Bộ này quá trời đẹp mấy chị. 5 set 500 với gà 700 đi, bộ này 700. Mã 700. Nè Thư, để bộ gà đó. Bộ này bộ gì vậy? Ô bên này hết chưa? Đây. Còn hai thùng nữa. Nè nó đẹp nè. Lấy 600 đi. 700 mới được chị. Thật giá em tính em cái về chị, nè em chị ơi. 700 là đẹp giá lắm á chị. Số 7 á chị. Nè. Quá trời dễ thương luôn mấy chị. 5 4 5 set ly với một hộp nè. 100 ngàn chị đi ra ngoài đường đổ xăng cái hỏi cũng hết à. Mà chị đắp qua đây 100 ngàn, bên đây nữa là chị được 700 mà một bộ này chị xài biết bao lâu luôn á chị. Có 100 ngàn à chị, đừng có tiếc. Mà có một con gà luôn. 700 nha, bộ con gà 700 mấy chị. Ai lên mã 700 là lụm. Em nói thiệt em có tiền em cũng, nếu mà em là khách phải không em sẽ mua bộ này. Tại vì bộ này nó quá là đẹp. Hên dĩa sao không đủ nè hên. Nó không có mắt nữa chị, bộ này là ít ai có lắm. À đủ, thiếu cái dĩa hay là nó kẹt trong này. 100 ngàn mình xài tí xíu cũng hết à. Dứt bộ này cho em đi, em đốc chị mua đó chị. Với đôi đũa nè. Bộ này nhiêu mà? Bộ này bán rẻ đi, cái này hũ Meka. Với 4 cái ly. À thiếu một cái dĩa nha. Đúng nha, 5 cái dĩa Meka mà có 4 cái à. Thôi bán bộ này 300 ngàn thôi, mã 300. Mã 300, quá cái dễ thương luôn. Cái nó sản xuất ra là một bộ đó, nó đâu có bình đâu chị. Dễ gì có bình. Mã 300. Nó đẹp nè. Tại thường thường mình pha trà, mình pha ở nhà sẵn mình uống trà tủ lọc á, là mình đâu cần bình đâu. Mình chỉ cần một ấm nước sôi, mình chế tủ lọc vô cái hũ đó là để đường thôi. Mình múc đường nữa thôi. Thường thường mấy cái xếp đó là uống trà tủ lọc như vậy. Cái này bình bằng gì cũ kỹ dữ vậy? Này về mấy chị chùi giùm đi bằng đồng nè. Bán rẻ cho mấy chị 150 ngàn. Về chùi giùm nha, nó dơ. Chiều cao 22 phân hút lọc. Nè. Bằng đồng 150 ngàn. Xem lại bộ 700 kìa. Để cho chị Dương Thi Mơ xem lại kìa. Bộ gà hả? 150 chứ đi Võ Tâm. Tiết Dung sao nha. Bộ gà. Chị Hương Hằng 150 sao? Bộ gà 700 đem lại cho em coi lại kìa.
chị không lấy là có người hồi lấy luôn á. Chào cô Hương Hằng nha, cô Hương Hằng thì mình lên lại là ai lên mã 700 là lấy đó nè. Chị nào lên mã 700 là lấy đi chứ hỏi vòng vòng rồi cái hơi cái nè. Một con gà có cái muỗng nè với năm xét gì nè mấy chị, nó đẹp vậy nè. 700 thiệt là đẹp luôn, con gà thôi là đủ tiền nè. Mã 700, mã 700 mấy chị yêu. Chị tiết okay, dung yeah. Nè, chị Trương Thi Mơ hả? Rồi chốt cho chị. Cả nhà chốt thì chốt chắc giùm nha cả nhà ơi. Đừng có để mà xả sao like nha cả nhà ơi. Chốt cho chị Trương Thi Mơ. Cái này có 3 hộp mấy chị, 3 hộp. Chào chị Hương Hằng. Cái này em có 3 hộp, bán cho mấy chị hộp 70 ngàn đi. 210 bán 200 ngàn. Sửa lại. Mã 200. Đẹp vậy đó, chốt 200 ngàn nha mấy chị. Rồi em chốt cho chị Hương Hằng. Bề ngang là 10.5, chiều cao là 6.5. Nè con, cái chén này chén gì để đây vậy? Nè, lấy đồ lẹ Thư ơi. Chén này ở đâu vậy? Hả? Hai trăm là gì? 203 cái nè. Sợ đó cô Trương Thị Mơ ơi. Chú Tiểu nè mấy anh chị được nhiều. 200 là gì? Ba hộp này, ba hộp này chốt cho cô Hương Hằng nè. Cái bộ chú Tiểu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 cái. Thiếu một cái ha. Cái này thiếu một cái. Chị Sao Nguyễn sao rồi chị? Nè, Sao Nguyễn sao? Cái này bán cho mấy anh chị cái gì 30 ngàn nha chú Tiểu. Cái 30 ngàn. Mà 29 dạ. Cái này bán cho 500 ngàn em thôi. Em biết rồi chị Trương Thị Mơ. Hết trơn đóng này 500 ngàn. Tại vì lâu lâu trên live là em phải nhắc nhở đó chị. Mã 529 cái 500 ngàn. Bữa hôm khách mới vô vô mua đã xong rồi cọc tiền, cọc có mấy trăm ngàn nha. Rồi mất tiêu luôn. Mua đâu mà 18 rồi hả? Rồi, mất tiêu luôn. Chốt cho. Không thấy hồi âm luôn á chị. Cái gì? Cô Hương Hằng chút 500 nè. Khoan, cô Hương Hằng 200 chụp cái. Vô tâm sao nha. Chị Nguyễn Hạnh thì bấm chữ chốt nè, tránh trực 500 sao luôn. Cái gì 500 hả? Nè, Hương Hằng 500, Thư bấm rồi đó, lấy giấy dán lên. Hai mươi chín cái. Nè, dán luôn đi. À, cô My Sài Gòn 500 sao, tránh trực sao. Nè, đứng ra có hơn. Cô Nguyễn Hạnh sao luôn rồi. Mẹ là tôi đẩy gót hai điện thoại được rồi mà. Nè, để cái gì đi. Cái này có hai cái phải không? Chiều cao 20 phân mấy chị. Đẹp quá. Cái thố 3 ngang. Ngang 15.5. Tổng cộng mấy hộp Thư? Có 2 hộp. Dạ ok cô Trương Thị Mơ nha. Rồi để con kiếm cái cô gắt nữa rồi con để bộ cho cô. Bộ em bán mấy chị 300 ngàn thôi, bán rẻ luôn. Ai có ngờ đâu Hương Hằng mà lại thích chú Tiểu. Dạ yeah. Cô Hương gần nói vậy đó. Ừ. Rồi bộ này 300 có 2 hộp. Mấy chị lấy 2 hộp thì xẹt 2 luôn nha. Rồi cho cô Tuyết Hạnh nè, 300 hộp nè. Bán 2 hộp đó, bán rẻ đó. Lẹ lên, lấy đồ lẹ lên. Ba trăm là gì? Hai hộp cho cô Tuyết Hạnh luôn. Cô Tuyết Hạnh lấy hai hộp luôn. Hai hộp luôn. Chị Hương Hằng sao rồi?
Nè cái này có một hộp nè mấy chị. Chén con ngựa mà nó bụi gì nè. Ơi, ngồi. Nè mấy chị chén con ngựa nha. Hai cái chén con ngựa, hai cái ly con ngựa luôn. Nè bộ này nè, em bán cho mấy chị 120 hộp thôi. 120 hộp, em có một hộp một thôi đó. Quá đẹp luôn, hai ly, hai chén con ngựa. 120 mã 120. Vậy là có một bộ một à chị ơi. Còn bộ kia thiếu rồi, để nó kiếm lại nha chị. Để đi, để mình kiếm đủ hả bán. Chị ra cho cô một hộp đi. Đưa cho cô coi kìa. Đưa cho cô coi kìa. Đưa cho cô coi. Dơ lên. Ủa đâu nó bị lạc tâm. Nè cái này nó bị thiếu một chân rồi cô ơi. Để em tìm rồi hả đưa. Quá đẹp luôn. Cái hũ này nó đâu có nằm chung với ly này đâu. Mình bán chung luôn đi. 2, 4, 6 cái ly. 6 cái ly 180, bán 150 đi. Với cái hũ hôi hộp này hết trơn. Cái đống này bán 220 ngàn. Mã 220. 6 cái ly mỏng nha mấy chị. Mỏng dánh luôn. Với một cái hũ đẹp vậy nè. 220. Chốt cho vô tâm nè. 220 nè. Anh không lấy con 350, anh lấy con 1 triệu nè. Con nghĩ gì họ? Vừa bán 1 triệu hả? Ừ. Con nghĩ gì họ? Nghĩ mà nhìn đâu biết đâu. Ừ, bán con 1 triệu. Sao bán kỳ vậy? Nè chụp nè. Nè chụp nè. Rồi. Thì coi tên. Rồi lấy đồ hên. Kìa dao còn kìa hên, lấy cho cô. Cô mơ đi. Đưa đồ lẹ đi mấy cô đậu kìa. Thì lên này đi. Cái này lên rồi. Con làm có kẹp đâu mà. Nè còn cây dưới nè lấy cho cô mơ đi. Dỡ cái áo đỏ lên. Rồi cái hộp đó hộp gì đưa bán luôn. Cái áo mà ngộ quá mặc áo mặc gì đó. Còn cái dao đưa cô mơ luôn đi. Ừ hên quá vậy. Chụp hình luôn đi. Chú Tâm được chưa? Rồi hộp ly này 2, 4, 6 10, 12 cái bán mấy chị 150 ngàn. Bán rẻ luôn, 12 cái 150 ngàn. Bán lỗ luôn hộp này nè. Chiều cao là 7, chiều ngang là 6.5. Ấm to hả? Ấm to chưa nhiều có lắm, ấm nhiều lắm. Trên lầu khui rồi sáng nhiều lắm. Vì đấy hồi kia bé Hư lên lấy. Hộp này 150 ngàn, 12 cái ly nha. 150 ngàn. Mã 150, hốt nắm độ là bán coi. Hên kìa hên, trên lầu lúc chút quá trời luôn hả anh. Từ từ hoài. Hên hên hên, ba cái nhỏ nhỏ gác đũa kìa hên. Nè con thấy không? Ngay dọn luôn á. Trời trời ơi, nó chết mẹ rồi. Hư để này bển đi. Rồi, cái này cái gì mà nó đẹp long lanh luôn mấy chị. 245 hình là hình ấy da rồi không đó. Cái gì vậy? Hình ông già, hình bà già, hình mấy người Hà Lan á. Quá trời đẹp luôn nè mấy chị. Dạ chưa thấy táo luôn cô Hương gừng ơi. Một cái hũ nè, một cái hũ năm dĩa năm ly bán nhiêu hơn? Bộ nào? Bộ này nè, 600 ngàn á. Cái này lúc trước cái gì? Bán có 200 mấy 300 ngàn nữa. Cái này không á hả? Ờ cái này không là 300 rồi nè. 14 phần rồi bán hết trơn set này 600 ngàn đi mấy chị. 5 set với bán 1 bán nữa rồi chị. 600 ơi, chị. Mã 600 kệ đi. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Hình ông già bà già không à. Mã 600. Nó bự dữ lắm. Nè hơ để bánh nặng. Nè lấy cái này nè. Lấy cái này nhỏ nhỏ xuống bán.
gác đũa nha mấy anh chị, mà đẹp vậy nè, hình ông già luôn, bán cho cả nhà mình chục trăm rưỡi đó, chục trăm rưỡi, ai lấy mấy chục lấy nha, nó đẹp nè, hình ông già chục trăm rưỡi. 2 4 lấy chục cho cô Hương Hằng. 8 sao này có chục trăm rưỡi trời, để đi đũa xưa mà. Cô lấy 30 kìa. Để số 30 nữa kìa. Em 30 mà là gì? Thì 30 cái. Phải không? Phải 30 cái không cô Hằng ơi? Ừ, chục trăm rưỡi. Đúng rồi, 30 cái. Ừ. Cái này là 20 nè, để mở này ra thêm. 3 nha. Cái gì là mấy chục? 20 đếm rồi. Cái phải giống nhau. Đúng rồi. Cái đổ hình ông già siêu 5. Đẹp, siêu cô te luôn. 5 để đếm cặp này ra nè, đếm thôi. Đổ ra ngoài hết đi. Thì đếm 20 đi, đếm thêm 10 nữa. Còn chị nào không? Này này 5 cái nè. Đã đếm hết cái đống đó có phải 20 không? 5 10 15 20. Ừ, 20 đây 13 chục gì nè, chụp hình cho lẹ cho cô đi. Rồi tới cô nào 10 nữa kìa. 30 bao nhiêu? 30 450, khoan cho chị này 5 cái gác đũa nè. Chị gì 5 cái nè. Chị Ngọc Anh Trương Thị 5 cái. Nè, Ngọc Anh Trương Thị 5 cái nè. Lấy giấy dán lên đó đi. Ngọc Anh Trương Thị 5 cái. Tình Võ. Tình Võ 10. Tình Võ 10. Đúng rồi, ông già cu te đó cô Hương Hằng ơi. Anh Tình Võ chốt 10 cái nè. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Rồi mười nè. Cô Hằng mười nè, rồi ai mười vậy? Tình Võ mười nè, Ngọc Anh Trương Thị năm nè. Cô My Sài Gòn. Cô My Sài Gòn có đũa. Con cá không, dạ không. Ngọc Anh thêm 6 cái nữa, Ngọc Anh thêm 6 cái nữa là 11 cái nè. Thêm 6. Ý thêm 1 và thêm 1 là 6. 2, 4, 6. Rồi Ngọc Anh Trương Thị 6 cái. Tình Võ. Tình Võ 10 cái rồi nè. Để 10 chục ca. Mười chục hay là 15 cái vậy anh Tình Võ ơi? Dạ anh hỏi đi. Mười chục thì không còn, còn chừng 70-80 rồi. Cái này cho ai? Anh Trương Thị 6 cái. Cô Hương Hằng nè, anh Tình Võ nè. Ừ. Cái này cho ai? Ngọc Anh Trương Thị 6 cái. Tình Võ lấy bao nhiêu cái? Hỏi kỹ lại. 6 cái nhiêu tiền đây? 15, 30, 90. Xin Nguyễn Thị 6 chiếc gác đũa nè. Có chưa? Nè, xin mến. Không, cái này Ngọc Anh Trương Thị. Rồi ai nữa? Xin Nguyễn Thị. Xin mấy cái? 6 cái. 2, 4, 5, Tình rồi 6. Rồi. Tên Tình Võ comment gì kìa? Tình Võ, anh lấy thêm hay là sao vậy anh Tình Võ ơi? Anh lấy 150 cái hả? Tiền 150 cái gì? Mẹ xin Nguyễn Thị 6 cái nè. Nè. Mấy giờ buồn ngủ vậy ta? Cái này sao buồn ngủ hoài? 10 giờ. Quen chắc hả? Hả? 10 cái em quen á. Ổng đâu rồi? Ổng ngủ lâu lắm mà. 10 cái anh, 10 cái em. Em lại có 10 cái à? Ừ. Rồi. Đâu, chụp xin Nguyễn Thị đi. Rồi. Xin Nguyễn Thị đi. Rồi mình còn nha mấy anh chị, gác đũa còn nha. Rồi lấy đồ lên con. Kìa lên lấy mấy cái hộp nhỏ đó, nó dễ bán hơn. Quốc nguyên chồng ấm trà rồi xuống ơi. Lẹ lẹ đi. Thôi.
diễn đi. Có bà mẹ con diễn xà quần đó, ngay giờ ngay tay luôn, liền đi. Má mày, thôi đừng luyện nữa, đau tay rồi. Cái nè. Có bụi không? Cái này đừng cái gì mấy chị. Nè, có 3 hộp, tụi nó ngộ lắm. Ý, cái này đừng cái gì chàng. Giống như nhau luôn. Nè mấy chị, đẹp quá à. Không biết làm gì nữa. Mới tên luôn nè, nó đẹp vậy nè. Bán cho mấy chị hộp 70 ngàn thôi, bán rẻ luôn. Kệ đi mấy này lỗ nè. Hàng hộp 70 hộp, mấy chị em có 3 hộp. Quá đẹp luôn. Không biết đựng gì nữa. Chị Hương Hằng lấy mấy hộp chị? Bề ngang 16, một bên 14. Sao Nguyễn, chị Hương Hằng 2 hộp, Sao Nguyễn 1 hộp. Rồi hết luôn nha mấy chị. Rồi nè, anh xuống con. Chị Trang Nguyễn hết nha. Rồi chốt cho chị Hương Hằng 2 nè. Chị Sao Nguyễn 1 nè hên. Rồi hết. Nghe có mọi người hủ đi. Cái gì vậy? Rồi, ai vậy? Chị Sao Nguyễn 1 hộp, chị Hương Hằng 2 hộp. Rồi hết á. Cái này mình đựng đựng ly nè mấy chị. 50 ngàn. Hộp này 50 ngàn 5 cái. Mica đẹp quá. Nguyên hộp 5 cái 50 ngàn. Chị Nguyễn Hạnh sao rồi chị? Cái này em có 10 hũ nè, hũ 150, mấy chị lấy mấy hũ lấy. Có gì vậy? Ở đâu rồi? Hũ đựng đường, hũ 150, có 10 cái nha mấy chị, nó đẹp nè. Giác vàng hết luôn, hàng Noritake gì đó, đẹp lắm. Ừ. Một hộp 150 em có 10 hộp. Tao không ăn nha. Không ăn hả? Một cái ly thủy tinh to chắc không có quá. Nè mấy chị quá đẹp luôn. Nôi kê okay, hàng theo thiết kế theo kiểu Pháp á. 150, 150 có 10 cái. Cái đồ xuống lên. Đưa cái bọc người ta đây. Tự nhiên nó giục cái bọc của người ta. Trăm rưỡi nè, chốt cho vô tâm nè. Đóng đùm lùm dài. Ừ. Ờ, cái này dễ thương nè mấy chị. Cái này còn tem luôn nè. Quá đẹp luôn. Nè, khui ra nhiêu thôi, khui nhiều thấy uổng quá. Có một cái khay mũ, đựng mấy cái khay tròn ở trên, đựng bánh mứt đẹp luôn. Rồi bán cho mấy anh chị 300 ngàn cái khay bánh mứt này đi, mã 300. Quá trời dễ thương luôn rồi. Sao tôi chốt hộp lại cho tôi đi. Chốt hết rồi, có 3 cái chốt cho 2 người rồi. 300 chốt cổ Hương Hằng luôn rồi. Ok. Quá dễ thương luôn chị. Vũ Trinh sao nha. Rồi tô này mình có 2 hộp. Một hộp 200 ngàn có 2 hộp nha. Nè. Hộp 200 có 2 hộp. Cô ơi. Cô Hương Hằng chốt trước rồi. Bề ngang 21.5. Chiều cao là 7.5 gần 8 nha mấy chị. Em có 2 hộp, hộp 200. 2 hộp, hộp 200. Lấy đồ Hương ơi. Trời, Nguyễn Mai sao rồi, bộ dĩa đẹp nè mấy chị ơi. Công nhận thiệt. Không đẹp không lấy tiền ở nhà rồi chứ. Ý không phải nha, nó nhiều màu lắm. Đâu đâu. Một màu nè. Hay trời vậy ơi, đó. Trời ơi trời. Hai màu nè, màu hồng. Lấy ra cho khách coi, rồi đẩy lời. Nè mấy chị. Ba màu nè. Màu vàng. Ủa
đẹp lắm, bốn màu nè, lâu lâu mới có bộ dĩa vậy đó. Đây là màu hồng, năm màu. Rồi bộ dĩa này em bán 400 ngàn, thôi bán rẻ cho mấy chị 400, mã 400. Quá trời đẹp luôn. Bề ngang 21.5 nha, 400 ngàn. Bán gì rẻ vậy mẹ? Cái 80. Chớ cô Hương hàng luôn rồi kìa. Sao Nguyễn sao, Trinh Nguyễn sao luôn, Bảo Thúy Phạm sao luôn, Nguyễn Hạnh sao luôn, Tiết Dung sao luôn. Bán quá rẻ cả nhà ơi. Bán rồi mua lại không được. Bán rồi mua lại làm gì? Thằng nhỏ nói chuyện mất từ không. Hạnh Hạnh, Hạnh Thảo sao luôn. Hết đồ rồi phải không? Ừ. Hết đồ thì ngưng đi. Ngưng gì? Đợi 2 phút, chạy chạy lấy đồ tiếp. Nó đi ôm xuống. Giờ không ai lấy đồ cho bán hết trơn, tự đi lấy luôn sao giờ. Được chụp hình chưa? Chụp hình rồi. Đóng trong dai nhiều dai lắm. Dai gì? Dai chung, dai chung tắm ngủ luôn. À, nó giỏi lắm mấy chị. Em nhờ có mình nên nói đó, hai đứa kia đi chơi chưa về nữa đó chị. Lỗ mũi bự thêm. Lỗ mũi nó bự rồi còn bự lên cái nở cho em kìa. Nó giỏi lắm. Kìa chị Sa Nguyễn nói hên chăm quá kìa. Hên nó giỏi lắm. Trời ơi, ôi dạ. Giỏi nhất nhà đó chị ơi. Hên đẩy này ra. Cảm ơn mấy chị quá khen. Khen quá tối nay em ngủ hết được luôn. Biết cô. Trời, ly đọc nghe, ly đọc nghe. Bây giờ con còn không biết nữa. 4, 2, 4, 6, 7 cái ly mất che. Hên tìm bình qua đi kìa. Ly mất che mấy chị ơi. 7 cái này bán mấy chị 140, mã 140. Bình hoa nào mất. Quá đẹp luôn, cái ly mua đen ghê luôn. Bây giờ nó nhiều bình hoa quá. 140 bộ này, 7 cái. Quá dễ thương luôn. Mình có 140 chứ đâu có được 7 cái ly này đâu phải không mấy chị. Quá đẹp luôn, ly mắc che. Trời ly này uống đỉnh lắm mấy trời. 140, uống rượu là ngon luôn nha. Gót tới đây thôi nhưng mà uống uống đầu này nè cả nhà. Gót tới đầu ngắn uống đầu dài. Uống này nè. Ừ, hơi bị web luôn á. Chớp cho tránh chợt. Chị ơi em nhường cho bác kia bộ khai mất. Nhưng mà chụp hình cho em. Có chụp hình cho cô Hương Hằng rồi. Nhắn nha. Giờ nhường lại cho ai ta? Thì vô cái chỗ 400 đó. Đâu phải cái khai mất kìa. Cái gì? Khai mất không biết nhường cho ai. Nhường cho ai thì nhắn tin qua cho con đó nha cả nhà. 140 chốt cho chú chính trực nè. Cái 100. À chú cho Võ Tâm. Ờ. Cái người cái bộ mà bộ khai mất á, khai mất 300 á, nhường lại cho Võ Tâm. Kìa Võ Tâm Thanh Kiều kìa. Rồi, học hướng này nè. Học khai mất 300 ngàn á hả? Mọc quá, đẹp lắm. Nếu bạn ấy không lấy, em vẫn lấy. Ôi nhừ thì không sao đâu chị. Quá đẹp xếp nè mấy chị. Chị đó hên, ok chị Võ Tâm ơi. Em gửi hình chị rồi nha. Của nước nào vậy? Hàng này mất in Japan. Hàng này hàng xịn. Quá đẹp. Set này là tới 300 ngàn một set luôn. Trời ơi, có 5 set mấy chị. 5 lần 3. Bộ này 1 triệu rưỡi nha cả nhà ơi. Quá đẹp rồi. Không còn đường nào để chê hết trơn. Rồi cô Hương Hằng nói cô là em lấy mất luôn rồi. Lấy gì? Em lấy sức. Sức gì? Cái đó nhiều không? 5 set. 5 set 1 triệu rưỡi. Chốt cho cô Hương Hằng nè. Quá đẹp bộ này à. Bộ này mình khui chỉnh hay là... Em lấy sức là cái gì vậy? Khui chỉnh á. 140 là nào vậy? Có 9 chân tư nè. Chị mình chứ hơn. Em lấy sức là cái gì vậy? Thì cô nói gì đó, hỏi lại. Cô Hương Hằng ơi. Rồi chị Trương Thị Mơ sao nha. Nè bưng ra đây. Xét trà, à cô lấy xét trà. Ừ. Mấy em gà con tìm cái xét này nè, con tìm hoài thì không ra. Sao vậy? Lấy chừng nó lọt hết bây giờ nè mà. Giấy tờ còn đầy đủ luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp. Cả nhà ơi nó đẹp.
Cái khay Meka mà nó dày dặn dữ lắm nha, chứ không phải mỏng nha mấy chị, nó đẹp nè. Em bán cho mấy chị 350.000 thôi, bán rẻ luôn. Quá trời đẹp, bông thì bông nổi nha, 350. Nó dày dặn dữ lắm luôn cái bộ này nè. 350 chốt cho cô Hương Hằng. Chiều dài nó tới 45 phân. Cái nào ơi? Cái này hả? Chiều ngang 26. Ờ 350. Rồi nè. Trời ơi, đang chụp hình cái ha, ba đưa lên cái. Mấy chị sao hết trơn, sao Nguyễn sao. Ê, luôn. Vẽ nổi luôn kìa. Ờ vẽ nổi luôn. Nè. Cầm á anh, cho kêu mày đi ôm đồ xuống rồi ôm vậy đó. Gì? Chứ đồ ôm sao trời. Thì ôm vậy đúng rồi. Quá trời đẹp luôn. 2 4 6 8 10 cái. Cảnh đẹp luôn mấy chị, cảnh nhà nè. Hộp này 400.000 10 cái, quá đẹp luôn mấy chị ơi nè. Chân yến là còn gì bằng nữa. Rồi đi ôm nữa nè. Cao là 8 nha. Miệng là 8.5. Chốt cho cô Hương Hằng. 400, quá đẹp. Để qua bên. Rồi bấm giấy đi con. Chánh trực Võ Tâm Bảo Thi Phạm sao hết nha. Nè hộp này em bán cho mấy chị 5 cái gì nè, bằng đá. Bán rẻ bộ này 250.000. Vô bấm bộ này 400 giùm á. Đây bấm cho. Bộ này 250.000 bằng đá nha mấy anh chị, đá mà có mộc luôn à, thiệt là đẹp. 400 cây quên tiêu rồi. Cô Hương Hằng. Chiều dài ngang của nó là 10 phân, cao là 8. 250 chốt cho cô Hương Hằng luôn nè. Mà hơi. Đâu bộ nào 200 ở đâu gì đâu. Bộ đó bao nhiêu à? Giả lên nè. 250. 200. 250. 5 set lận. Còn cái khay 350 không để cháo rưới. Khay em gửi để khui đồ có mới để được. À để ngày mai khui đồ. Ơ chưa mai chưa khui đâu hả? Mai chốt đơn. Mai chốt đơn à. Chốt đơn rồi mới khui nữa mấy chị. Mai em chốt đơn, đi đơn cho nhẹ cái. Cái tô mộc quá đẹp mấy chị ơi, bông nổi luôn nè. Cái tô mộc này nhiêu hơn? 250 được không? Rồi 250 đi mấy chị, quá đẹp luôn rồi. Bề ngang là 18.5 nha, cao là 9 phân. Trời ơi nó đẹp nè. Qua là vẽ tay luôn mấy chị ơi, mộc mà đẹp gì nè. 250 ngàn. Nè mâm này còn trong hộp luôn nè. Ừ. Để lên cho chuyện chày. Cặp luôn nè mấy chị, mới ton luôn. Nhưng mà nó không đẹp bằng cái hồi nãy đâu. Rồi cặp này bán 300.000 thôi. Cái nhỏ là 31, cái lớn là 35. Cặp này 300, mã 300. Mới ton luôn nha, 300.000. 300 hai cái cho cô Hương Hằng. Chị Phương Nam sao? Dở lên cho hên. Rồi cái mâm này 400.000 bằng cây nè mấy chị. Trời ơi nó bự nè, nó bự hơn em nữa. Nó có ốc vít đồ dặn hết chứ không phải là dán nha, nó có ốc dặn luôn. 400 hả? 400 hết cây đường luôn. 400 cho cô Hương Hằng. Bữa nay cô My Sài Gòn nạn chậm gì luôn rồi. Ê dạ trời ơi. Cô Hương Hằng lên cái nào là nhanh mạng nhanh cái đó luôn á. Cái nhà sao hết rồi nha. Ờ bộ tô nè, từ lớn tới nhỏ nè mấy anh chị, một cái. Quá đẹp luôn, ba màu luôn. Trời ơi, bộ tô sang gì đâu luôn. Rồi bán mấy chị hết trơn này 200 ngàn thôi. 200 lỗ luôn. Ừ. Thôi lỡ rồi. Cái gì? 200 mã 200.
Mã 200 ba cái tô nha mấy chị. Đẹp quá trời luôn. Hay ha, để con kiếm nha cô vô tâm ơi. Mã 200 ba cái tô đẹp, ba màu. Cảm ơn chị Naki. Chị Naki hả? Lâu quá mới gặp Naki nha. Có bộ bát tô chú tiểu không cô đã. À dạ để em kiếm nha. Hên đưa thoại. Cái này y gian ngũ sắc luôn mấy chị ơi. Hai. Thoại đâu? Ba. 4 5 cái 250.000. Hộp này 250.000. Quá trời đẹp luôn. Bề ngang 16.5, có chiều này cao luôn nè mấy chị. Quá đẹp, đẹp bộ tô. 250.000. 250 chốt cho Tuyết Dung. Tuyết Dung khách mới cho. Có chốt nãy rồi. Rồi hả? Có chốt món hay món gì nãy. Mà coi có số điện thoại chưa, dùm trong máy đi. Trời ơi mấy chị, cái này đẹp nè mấy chị, nó như ngũ sắc vậy đó. Trời ơi nó đẹp nè. Ba màu tím, ba màu hồng. Đợi lấy cái ấm mà không có thôi. Có ấm kìa, ấm có kìa. Mấy chị ơi nó đẹp nè. Chị Naki sao rồi nha. Bộ này 300 ngàn mấy chị, nó xé hộp nó dục luôn kìa. Tại nó dách dách hộp á. Xếp này 300 mấy chị ơi nó đẹp. Hai màu. Chiều cao là 9.5. Chiều ngang là 6. Bộ này 300 quá sang luôn. Với thêm 3 ly đi. 300 chú cho chị Vũ Trinh. Không có cái này con để riêng ra bán riêng. Tại mình bán 6 bộ à. 300 chú chị Vũ Trinh. Rồi cái này mình dương cái nắp. Mà bình thì khác mà bán rẻ đi. Để vô đi. Nè ba cái ly nè, tặng luôn cái nắp đi. Rồi bán 100 ngàn thôi, hết nè 100 ngàn mà 100. Nó đẹp lắm mấy chị, thiếu nắp nè bán 100 ngàn. Cái nắp này để vô đây, 100 chốt cho Vũ Tâm. Vô tâm. Rồi. Anh chưa? Rồi. Rồi con bưng đồ lẻ lên. Bình này 200 nha mấy anh chị, lọc tàn ông luôn. Có 3 bình. 200 mã 200. Còn bình này bình lớn nè. Bình lớn lọc tàn ông luôn, 250.000 có 3 bình. Mộc nó nằm đây. 250 có 3 bình. Hai trăm rưỡi có ba bình mấy chị. Anh vô tâm, chị vô tâm lấy mấy cái. 350 nè. À 250 có ba bình chốt mà con ơi. Lấy bình xuống. Một bình 250. Nè chốt một cái cho vô tâm đi. Dẹp dẹp này đi, này chốt rồi nè, đương thôi đi. Chị Hương Hằng 250 một cái luôn rồi, ok chị, để hên nó ra nó lấy liền. Bình. Ừ. Ấm to còn không, ấm 250 em còn bình nha. Bây giờ là chốt hai người đó, vô tâm với cô Hương Hằng ngựng cái. Trời cái này gì đẹp quá mấy chị nè, có hai hộp, ai lấy hai hộp comment hai hộp nha. Quá đẹp. Có mộc luôn nha mấy anh chị. Mộc nó ẩn nè. Một hộp là chắc ăn 5 cái rồi đó. Bề ngang nó bề dài 23 phân, bề ngang 16 phân. Hên có dư cái quà ấm nào cho cô nha. Ok cô Hương Rừng nha. Rồi. Cô Hương Hằng một cái, Võ Tâm một cái. 1 2 3
4 5. Rồi hộp này em bán cho mấy chị hộp 450 đi, có 2 hộp. Cái 90.000 thôi. 450 hộp mấy chị, quá đẹp luôn. Một hộp 400 đi, có 2 hộp bán rẻ luôn đi. Hôm trước mua ấm không có quay. Rồi hết rồi. Nhớ lấy cái quay dục vô cho cô nha. Này đem này. Ok, để em gửi hàng em dục cái quay vô luôn nha. Trời ơi nó đẹp. 1, 2, 3, 4, 5. Một bình 2 chung 500.000 bộ này. Bán cho mấy chị một set 100 đó. Lấy hết là 500. Còn ai không lấy em tách rời ra cho một bộ vậy là 100.000. Nè mấy chị ơi quá đẹp luôn. 500 bộ này nha. 500 mã 500. Bể gì? Ai nói? Nè. Cái này cái kiểu của người ta bể gì trời? Harry nè, cái kẻ này cũng nói bể. Tào lao thấy ghê. 300.000 cái dĩa mộc mấy chị. 500 chốt cho Sơn Minh có số điện thoại luôn kìa con. Bộ ấy kìa. Mai chốt đơn á nha cả nhà ơi, chuyển khoản con đi đơn luôn nha. Tối rồi Sơn Minh chốt cái gì ạ? Chốt 500 bộ ấy. Rồi Sơn Minh chốt 500 bề ngang 30 phân thì cho em xin thông tin. Rồi em có nhắn số tài khoản chuyển khoản qua giúp em luôn nha. Nè mấy anh chị, 300 cái dĩa mộc quá đẹp luôn. 300. Có đồ thờ không cô ơi? Dạ không, không có bán đồ thờ. Khui giá gì bán nấy. Nè. Chị xin Nguyễn Thị, không có đồ thờ không? Đồ thờ là cái gì chị? Tượng đồ thì em không có. Cái này được 5 cái mấy chị, 150.000. Mã 150 ba 5 cái chén đẹp nha. Bề ngang là 10.5. 500 là gì vậy? Bộ rượu đấy hả? Cao là 6.5. Anh Sơn Minh ơi, anh 150.000. Nhắn tin cho em mấy anh Sơn Minh ơi. Mã 150 chốt cho cô Hương Hằng. Nè. Anh Sơn Minh ơi, nhắn tin qua cho em cái anh Sơn Minh ơi. Để em chốt hàng cho anh nha. Tại mai em có chuyến đi đơn á, em gửi hàng cho anh luôn. Ý cái này làm gì ngộ quá mấy chị, đừng cái gì nè. 450 là gì ta? Cái bộ mà dĩa. Cái dĩa mà 5 hả? Cái. Không, cái dĩa 5 cái á, một hộp 5 cái mà bông. 150 là gì? Này. Cho ai ạ? Cho cô Hương Hằng. Bộ 450 á. Làm gì á? Bộ 450 là gì trời? Có khi nào cái dĩa dài dài mà bông bóng đó Thư à, sọc đó trên đó Thư nè mấy chị 2 4 6 8 10 cái nè. Thôi bán hết 10 cái này cho mấy chị cái 20.000, 200 bán 150 luôn. Mã 150 quá đẹp luôn mấy chị nè. Này để đồ ăn là xịn luôn á, mã 150. À, quận 7 nếu mà khách ở Sài Gòn á thì phụ ship 30.000. Còn mà khách ở tỉnh á thì là phụ ship 50.000. Chốt cho Thị Trương. Cô chị Thị Trương. Thị Trương. Ờ 150. Là khách cũ hả mới? Khách cũ. Ok, đó, 150 đó. Trên lầu ôm tặng nó đi. Từ từ đến chụp hình cái đi con đi ôm. Gác đũa em còn nha mấy chị. Gác đũa ông già còn nha, chục 150.000, chục 150.000, còn 50 đó. Cho bố nhìn gửi phải này ông lên lại cho khách coi coi. Ừ. Đây, bộ này 450 nè. Mộc nó ẩn đây nè nha mấy anh chị. Ai nãy hỏi nè, 450 nè, chốt bộ này 450 5 cái.
cái này không lên hả? Em 36 gác đũa nha. Kìa con, cô lấy 36 cái gác đũa kìa. Cô Hương Hằng á. Giờ thêm 6 cái nữa. Hồi nãy nhiêu rồi? Hồi nãy cô nhiêu rồi? Có kéo, có kéo ra mà. Hồi nãy cô 30 rồi hả? Ừ. Nè, để vô cho cô 6 cái nữa đi. 6 cái này tặng đi, cô mua nãy giờ nhiều lắm. Tên vô. Hương Hằng. Để vô cho cô. Ôi, cái này nó dày nè mấy chị. Là nãy 30, giờ thêm 6 cái. Đúng rồi chị, em thêm 6 cái rồi. Cái dĩa này nó dày ngộ quá mấy chị ơi, nó dày nó nặng nè. Đẹp nữa. Hộp này em bán cho mấy chị. Thôi kệ đi, bán 200 thì kỳ quá. Bán 150 luôn, lỗ luôn đi. Hơn ký lô đó. Đẹp nè mấy chị. 150 ngàn. 15 phân bì ngang mình đựng đồ ăn là vừa luôn nha. 150 ngàn. Bộ dĩa ở dưới là 450 ngàn, có 2 bộ. Chốt cho vô tâm nè. 150 nè. Bộ này có 2 bộ, bộ 450 ngàn chị nè. Nhiều rồi chốt trời. 150 vô tâm. Bộ này 450 ngàn, có 2 bộ nè, chốt này đi. Ủa gì nặng gì hơn. Kích thước là nhiều quên nè. Lấy ra đi, chụp chưa? Cái này có vô tâm mà. Ờ, vô chưa? Tâm. Vô tâm bánh chai hả? Đúng rồi. Bề dài 23 phân. Bề ngang 16.5. Dài 23. Nè nó đẹp lắm, mọc ẩn đây luôn nè mấy chị, mọc nổi luôn. Cái hình như bong bóng vậy, đẹp lắm. 5 cái 450 ngàn. Nè bộ dĩa đẹp nè, bộ dĩa này của nước nào đẹp gì hơn? Hàng này mất trên Sài Gòn, Moyoyama. Moyoyama. 5 cái. Rồi, bộ này 500 ngàn bán mới được. 500, mã 500. Quá đẹp bộ dĩa, bề ngang 24 phân. Mấy chị coi trái táo, trái dâu nó đẹp nè. Dẻ tay nha, dĩa này dẻ tay mấy anh chị. Hộp này 500 ngàn. Mã 500. Nè. Tại quýnh lỗ tai thấy gì chứ đau lắm. Thì nào cũng thử rồi. Thôi 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 thôi, đeo uống giờ. Nó mạnh tay quá. Nó mạnh quá, đụng mẹ nó. Khùng. 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 Bây giờ giỡn rồi bán. Giờ mày giỡn rồi bán. Bán. Mày chọt hoài mày biết tao bán. Chọt hoài á. Thôi nha, nghỉ giỡn. Thôi mô phật. Hết, bể đồ. Cái này đẹp hơn. Bệnh cha mày. Ôi dạ cho mày. Bán mẹ đi bà nội. Mày chọt da chịu nổi thằng khùng. Bây giờ nghĩ giỡn quán. Tao nói mày giỡn nha. Rồi. Cái này đẹp quá nè mấy chị. Một phần. Hơn. Thôi nghĩ giỡn quán. Lũng thịt nè. Lũng gì mà nói lũng luôn. Bán mẹ đi khách đợi kìa. Cái hộp này bể đồ ông nội đụng mẹ mày. Tao có làm gì đâu. Khùng. Giác vàng luôn nè mấy chị, quá đẹp. Có một hộp một bể hết nè. Đau hơn. Ý tao có làm gì đâu trời. Tao chỉ muốn múa anh ta. Trời ơi. Chốt xét này kìa, hơn đau quá hơn ơi. Kìa khách nói chốt hết. Rồi bán rẻ cho mấy chị luôn, 120 thôi, quá đẹp, mã 120, đừng giỡn nó con. Ê, chị nào đụng cho mình đi, hai giỡn xếp nha. Xếp này phải không, vô tâm, 450 nè, phải thì ok. Mấy chị, 120 quá đẹp luôn nè. 120 chứ cô hơn gần. Quá trời đẹp luôn, nè. Nó giỡn hoài đau không muốn chết vậy đó. Rồi cái này 450, chị nào chốt lên mã 450 giùm mình nha. Gì?
Trời ơi, con này nó không sợ mặt. Tôi ăn này, kiểu tôi nó muốn chết tôi. Con có một tiếng này. Quá đẹp mấy chị ơi, bộ tô vậy chưa? Hai cái tô. Tô này của xịn luôn nha, hàng này chắc của hàng Nhật Bản nhưng mà nó xuất đi Anh Âu vậy đó. Khoan từ từ. Đây là nó nguyên bộ luôn à. Nè, quá trời đẹp luôn nè. Rồi hai cái ly gì nè mấy chị. Hai ly, hai dĩa lớn, hai dĩa chung, hai cái tô, tổng cộng là 8 món. Châm. Rồi bán hết 300 ngàn. Này hàng xịn ta mà. Thôi kệ đi. Kệ đi. 300 đi mấy chị ơi, Phi ơi. Ăn đại đại đi. 300 ngàn trời. Kệ đi. 300 đi mấy chị, mã 300, 8 món đó. Quá đại đẹp luôn. Trời luôn. Nè. Chốt cho cô Hương Hằng nè. 300 lỗ luôn rồi. Kệ đi. Bây giờ mũi cắn quá, tại mày chọc hoài. Chọc cái gì mà chọc. Trời ơi, nó đẹp nè cả ai nhà ơi đâu. Cái nồi này cái giá thôi là đủ tiền nè mấy chị. Nó đẹp nè. Trời ơi, cái nồi nó đẹp. Mấy chị ơi, con nồi thịt kho, hầm nồi thịt ăn sáng rực rỡ luôn. Này xíu nữa coi. Có 800 ha. 1 triệu á, tao bán 1 triệu mấy luôn. Rồi bán cho mấy chị 2800 thôi. Bán rẻ cho mấy chị 800 luôn. Cái nồi quá trời đẹp rồi. Có cái này nè, cái gì? Cái giá. Rồi giá xịn luôn ha. Bề ngang của nó là 21.5 nè. Cái giá mới nè cả nhà ơi. Chiều cao là gần 11.5 luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Rồi chốt 800 cho cô Hương Hằng luôn nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Sao rồi. Nguyễn sao luôn nè. Sao Nguyễn sao, vô tâm sao luôn. Sao hết. Đó. Xứng đáng cái nồi luôn á. Rồi đem đi. Em bán đồn hên nó trả giá. Quá trời đẹp ha. Rồi đi. Lên chỉnh hôm đi con, ăn xuống. Rồi, bộ này quá dữ luôn mấy chị. 2, 2, 3, 5. Con cái ly bị lai nha. Con cái lai thôi. Nè, hàng đẹp luôn nè, rẻ tay luôn. Rồi lai bán rẻ 300 ngàn, mã 300. Cô Hằng ngã vô nồi đẹp rồi. Mạng cháu, cháu này chán quá. Mã 300 chốt cho biển nhớ. Quá đẹp luôn. Rồi đi luôn nè. Rồi chơi đi, chơi chồng đồ nó đi con. Từ từ đi chồng hình cái. Rồi cả nhà đợi 2 phút nữa nha. Nên đi lấy đồ. Nhiều hả? 300. Chị Hương Hằng sao? Cái này 50 ngàn nè mấy chị. Cái này xong lên. Lên rồi. Lên lại đi. 50 ngàn mã 50. Hộp này 50 ngàn mình về đựng dĩa ly. 50 ngàn. Cái này 300 biển nhớ nè, bấm giấy ra dán đi luôn nè. Nó chụp hình chưa coi nữa. Xem lại chốt nồi nha, vô tâm. À, cái nồi anh vô tâm sao rồi, với sao Nguyễn sao luôn. Chị Hương Hằng trước. Yên tâm đi, ai mình cũng chốt hết trơn á, yên tâm. Rồi cái tô này 200 ngàn luôn đi mấy chị, mã 200. Mấy chị thoát ra vô lợi là thấy vô sao liền. Bề ngang 18, cao là 9 nha, 200 ngàn. Cái tô mộc dẻ tay thiệt là đẹp luôn. 200 ngàn. Mã 200. Thôi, lên thì lên mã chị vô tâm thôi. Nhưng mà cái mạng á chị nó chậm á. Chứ nhiều khi chị thấy chị trước nhưng mà chị sau. Cái này gì chàng? Trời ơi. Hên, cái này làm gì? Không lẽ cái ghế hên? Hay là cái bàn để chắc do mạng á. Nè. Em xem rồi á, chị vô tâm ơi. Nè, cái này cái gì vậy? Cái này cái bàn gỗ để uống trà á. Ủa nó đẹp nè mấy chị. Bàn này để uống trà, bầu trà tử sa á. Bầu trà tử sa á, quá đẹp luôn rồi.
em xem rồi nha chị, vô tâm ơi, không có lộn chị đâu, chị vô tâm ơi, chị cái này em, cái ghế này bằng cây nè mấy chị, em bán cho mấy chị nhiêu giờ thôi? Bàn trà này hả? Bàn trà này bằng gỗ bán 400 thôi. 300 thôi. 400 bằng 300 ngàn đi, mã 300 mấy chị lên mã 300 đi, không có bán mắc được, bán dễ dễ cho khách đi. 300 mã 300. Trời ơi cực kỳ luôn, cái bàn bằng gỗ nha. Cái khay bằng gỗ. Y gian cái đồ mình ngồi nhậu á. 300 chú cho Nguyễn Trang nè. Rồi. 300 chốt cho Nguyễn Trang, Phương Nam sao, Sơn Hải Nguyễn sao. Rồi bộ bình trà nè mấy chị ơi, bộ bình trà quá đẹp luôn, lọc bằng sứ luôn nha, 5 ly một bình. Bộ này em bán cho mấy chị 700 ngàn, mã 700, quá đẹp luôn. Bộ bình trà Kutani vẽ tay luôn nè, nó đẹp nè mấy chị, 700 nha, xứng đáng đồng tiền nha. Mã 700. Quá trời dễ thương luôn. Thương cô chỗ đó, yêu cầu bớt là thương rồi ha chị Ngọc Anh Trương Thị ơi. Mã 700. Lọc tàn ông luôn nha mấy chị. Nè để xuống không? Hên, lẹ đi hên, để bộ bình trà lên trên giường đi. Nó chậm quá. Bộ trà gì? Bộ này nè, để lên trên giùm coi. Trời, cái gì đẹp cái gì? Nó đẹp nè. Bằng Meca, cả nhà ơi, bằng Meca. Quá đúng luôn chị ơi. Quá đúng luôn. Sao nó có hai miếng này nữa nè. Trời ơi, bốm bay nè, nó đẹp nè. Meca mà nó xịn ghê luôn. Bán nhiêu giờ? 250 ngàn đi. Cái này mình cắm bông vô đây, cái mình lấy cái này mình giữa là mình khỏi giữa cái này. Đó, 250 ngàn. Quá đẹp mấy chị ơi, cái này quá đẹp, cao 26 phân. 250 hả? Ừ. Chốt cho cô Phương Nam nè. Ngang 8.5. Đâu nào đâu. Cô Hương hàng sao rồi? Để giùm cái thư. Cái này rồi hay gì vậy? Chưa. Cái tô mọc hai cái 200. Chén anh chị ơi, chén đẹp quá nè. Cái này được chục nè, 2, 3, 4, 5, ý hơn chục, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi cái chục chén này tới 12 cái mấy anh chị, mà nó chẹt chẹt ngộ lắm. 12 cái thấu quang nè, bán cho mấy anh chị 350 ngàn đồ thấu quang nha. Hên gọi đèn cho khách coi đồ thấu quang không? Hả? Gọi đèn cho khách coi. Đau quá. Nè để gì biết à. Thấu quang á mấy anh chị, đẹp lắm. 350 ngàn 12 cái nha. Nó nói nổi, nó nổi mấy hộp bên trong đó cả nhà. Chốt cho chị Tiết Dung nè. Chị Tiết Dung trước nè, Sơn Minh sau nè, hai cái. Quá rồi, rồi. Đó, sao đưa bộ anh chào rồi vậy? Lẹ Thư ơi. Hết đồ hả? Ừ, hết đồ. Lấy đồ lẹ đi, mày chạy lên nữa ông chồng nó đi. Đưa mấy chồng chén lên bán đi. Ừ ngay coi. Ừ. Này là chén ăn chè nè mấy chị, 2 4 6 7 cái. 7 cái này em bán cho cả nhà mình 150 ngàn thôi. Nè nó đẹp nè. Mã 150 7 cái chén chè nha, 150 ngàn. Quá dễ thương luôn á. Bề ngang nó 10.5.
chiều cao nó 5.5, 150 ngàn. Cái bông thiệt là đẹp luôn, 150 ngàn, 5 cái 150 ngàn. Mã 1 50. Chốt nè Thư ơi, chốt cho Võ Tâm nè, Nguyễn Hạnh sao nè, chị Nguyễn Hạnh, chị Ghi nữa là chị Lâu á. Chốt 150 nè. Cái gì dữ vậy? Cái gì mà bự bự luôn vậy? Chị còn bộ thủy tinh hồng như lúc nãy không ạ? À? Dạ không chị. Rồi chị xuống từ hộp mẹ bự. Xui khiên sủi vãi rồi. Nghe qua chị Bảy. Trời ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy? Nè mấy chị, bộ chén hai màu. Quá trời đẹp luôn. Chục 350. Nè. 20 700. Quá trời đẹp hộp này luôn mấy chị ơi, nè cực kỳ luôn. Có 20 mà nó nằm chung trong luôn rồi. 245 nè, nó gì nè, nó đẹp gì nè. Thôi bán 600 ngàn thôi. Phi ơi. Mã 600 đi mấy chị. Cô 20. Lên mã nha cô. 20 600 ngàn. Không phải là chốt sao cho cô nha. Cô lên mã đúng đi là cô đừng có bấm số chứ. Mẹ con đọc 350, cô bấm 350. Rồi, mẹ con cho... đọc cô 150, cô bấm 150. Chốt cho Võ Tâm nè. 600. Cô đừng có bấm mã chốt gì chứ. Cô chỉ bấm 600 mà được chị, rồi. Chị bấm mã là chỉ sao rồi đó. Cô bấm giống mấy khách gì đó. Bấm 600, 800, 1 triệu Naki rồi. 400 sao luôn. Thôi. Cô đừng có bấm. Rồi mã... chốt cho Võ Tâm nè con. Nói nhiều quá. Đi nè. Cô ơi, cô bấm, đừng có bấm mã chốt, cô bấm số được rồi. Ơi, cô đừng đi lấy chồng. Cô bấm như là làm không lại người ta đâu. Tự nhiên nó nói cô đừng chốt, mà nói cô ơi, cô. Cô đừng đi lấy chồng. Về tay đưa bên dùng xong gì hả? Rồi, nó bán mẹ đi, nghỉ nè. Nghỉ không nổi mà. Chị Naki sao luôn, em một chục sao luôn rồi. Rồi, hồi sớm chị nào hỏi cái khai bánh mứt nè, bán luôn cái khai bánh mứt. Thôi khai bánh mứt không bán được đâu. Thì bán đi, khách ta mua rồi sao? Mày xây xuống dưới rồi cầm cái máy rồi không, quay. Bán gì đó. Bán gì thì biết đường đâu bán nè. À, lấy ra bán cho khách luôn. Thì nói cho khách vậy nè, nó. Đó, một cái ngăn có đồ xây vậy nè. Đẹp lắm mấy chị, bự lắm. Cái này là cái bàn xây nha, cái này cái đít úp xuống nè, để mâm trên xây thì nói cho khách đi đó. Rồi, nhiêu tiền? Có nọc luôn nè. Cho khách về khách gáp. Mình khỏi gáp. Bề ngang cỡ ba mấy phân á. Rồi bề ngang này là biết rồi. Đo đây nè. Đo đây nè chị ơi chị. Đo đó là đo An Giang. An Giang nè, An Giang cái mâm đang gì nè, 40 phân đó. 40 chứ 38 à. Thì nói gì đó. Mày An Giang ai phân. Rồi nó An Giang ai phân. Rồi nó An Giang ai phân, có 38 phân à. Bán nhiêu giờ? Bán 1 triệu thôi. Bộ này đầy đủ hả? Ờ bán 1 triệu. Đủ bán 900 thôi. Thấy không, nó bớt không, nó xạo gì vậy không? Mình nói 1 triệu cái đó bớt. Đâu vậy? Ở đâu dữ vậy ông nội? Trời. Dụ mất tiền gì ở đâu vậy? Tiền gì quá. Mình hảo lực quá trời. Ở đâu vậy? Hả? Tiền của người ta. À, mình đến hả? 900 mấy chị ơi, bộ này hai mẹ con. Dữ quá. Nó vậy đó, nó giỡn chị đó. Rồi nè, đem dẹp đi. Rồi bán 900 mà không lấy con lấy nha cả nhà. Rồi, ơi. Rồi, móc 900 nha. Có tiền luôn nè. Đừng có giỡn nữa trời. Tao có giỡn với mày nha, giỡn đau lắm nha. Cho đẻ. Nè mấy chị ơi, cái này là cái gì đẹp quá vậy? Hên cái gì vậy Hên? Cái này là cái gì vậy? Để coi giùm mẹ ơi. Nè nó đẹp nè mấy chị. Có học chuyện luôn. Mã này làm gì? Hên cái này có nào để cái dĩa vô bưng không Hên? Pha nha, thử nha. À, đúng rồi. Chắc nước ngoài nó làm gì quá ta.
Phải không? Phải gì không anh? Đúng rồi. Này giống như mình bưng bưng đồ ăn nóng nóng hay gì vậy đó. Ừ. Hơi bể luôn dĩa. Cái này hả? Ừ. Thôi đi không biết không đâu, biết về đâu, tự gắn đi, đâu, tại trong này để yên trong này luôn. Quá đẹp luôn mấy chị. Rồi bán cho mấy chị 350 ngàn thôi, bề ngang 32 phân. 350 ngàn có luôn hai cái tay này nha. Bề ngang 32 phân, hàng có ngọc kiện luôn, đẹp luôn. 350 chốt cho cô Hương Hằng. Vô tâm sao nha, mua Phật cái gì nữa rồi. Nè tùm lum hết trơn nữa nè. Rồi vẽ tay mấy chị. Ủa, ơi cái bông nè. À nó nè, quá đẹp. Rồi dư cái này làm gì? Cái này vẽ tay có một cái bề ngang 33 phân. À cái này cái đồ ghép. Ghép dĩa không? Ghép dĩa gì? Ghép sao được, không biết làm gì nữa. Về tự chế. Quá đẹp. Rồi bán mấy chị cái vẽ tay này 450 nha. Quá đẹp cái dĩa rồi. Mà có đồ sách luôn nha. Ừ. Men sợp 450 nha. Chốt là con 450 chốt cho vô tâm. Ừ. Rồi cái hộp này ngộ quá ha. Nè mấy chị coi cái hộp ngộ quá. Đâu ý. Sao ngộ quá vậy anh? Ủa cái khai gì khai ngộ mất. Mấy chị ơi. Mấy này là nó một dĩa nhỏ nè, để trong đây nè cả nhà. Quá đẹp rồi. Một dĩa nè. Năm dĩa. Nha. Nha. Năm dĩa nè, để dưới đây nè. Mà khé cái bông vô đây. Đây nè. Cái bông đẹp không? À, hơi sơ sơ đó, nhà sọc gì nè. Nè, dĩa này nè. Ở trong là bánh mứt. Đẹp lắm nha. Rồi, cái mai cầm đi. Rồi bán cho cả nhà mình 300 ngàn. Trong này nó có 5 cái dĩa nó nha, dở này ra trong này nó có 5 cái dĩa để trong vuông này nè, 5 cái dĩa. Mã 300 quá đẹp luôn. 300 chốt về chị Sa Nguyễn. Ồ đẹp cực kỳ cái khay luôn. Chị Hương rừng sao rồi. Cái nhà sao hết rồi nha. Còn hộp này đâu? Hộp này hộp ủ trà ở tay mua. Đi đi. Chị Nguyễn Hạnh sao nha. Rồi lấy đồ con. Nãy giờ nằm gì nè mà không bán nè. Cái này có 5 bộ sọc đẹp quá nè mấy anh chị. Hộp này 5 bộ 40 ngàn bộ. Hộp này 200 ngàn mã 200. Chưa có đó cô Diễm Nguyễn ơi nào. Chiều cao là 7.5. Chiều ngang cũng 7.5 luôn mấy chị. Nè nó đẹp gì nè, sọc đẹp. Hộp này 200 ngàn xứng đáng đồng tiền nha. Nãy giờ nằm đây mà không thấy. Mã 200. Tô ăn hủ tiếu đi cô. Tô chắc tô mình còn thôi. Bộ này 200 mấy chị, quá đẹp luôn. Rồi còn mấy cái thôi. Con cái một hả? 150 ngàn. Mã 150 cái tô bự nha, 150 ngàn. Bề ngang 24 phân mấy chị, nó đẹp nè. Ngang 24. Chiều cao 9 phân, 150 ngàn. Còn cái một nha, hàng xịn luôn á nè. Chốt cho Sơn Minh. Sơn Minh có số điện thoại chưa? Rồi. Cái nhạo này mấy chị 150 ngàn. Bán cho mấy chị 100. Đúng rồi 150 chứ đâu bớt được. Chiều cao là 14 phân. Em còn cái một nè. Mã nhạo nha. Ây da, trời ơi, cái tô bự 200 ngàn. Có đồ rớt luôn 200. Cô Mộc. Nhạo 150. 150 chốt cho cô Vô Tâm nè.
Rồi cái này 200, mã 200, bề ngang 30 phân nha mấy chị, 200 ngàn cái tô mộc đẹp, chiều cao 8 phân, 200 ngàn xứng đáng luôn nè, quá trời bự luôn. Lên lại mới học đi. Này chơi. Thấy chưa? Bên kia đi. Sơn Minh cái tô sao nha, cái hộp đỏ là hộp gì thôi, hai hộp rồi. Hộp đỏ là hộp thay khi mất. Để gì bể không? Thôi chỉnh nè. Không bể đâu. Rồi lấy đồ hơn này. Hộp đó hộp gì lấy đưa lên đây. Lấy đưa lên đây. Cái chồng này chồng to hay chồng dĩa gì? Chồng này chồng to hay chồng dĩa gì? Rồi hộp ly này em bán rẻ cho mấy chị 120 ngàn. Quá đẹp luôn. Cái có 20 ngàn thôi, 6 cái 120. Chiều cao ly là 11, chiều ngang là 6, 120, mã 120. Quá dễ thương nha, hộp ly quá dễ thương, 120. Thôi bán 100 luôn đó, mấy chị chốt 100 giùm đi. Tặng 20 ngàn Phi ơi. Mã 100. Đưa hộp đó đây. Mới thì đâu. Mã 100, mã 100. Hộp đó hộp gì ạ? Đưa vòng vòng đây bán bớt đi. Chốt rồi con, chốt cho cô Hương Nguyễn. Xét trà đẹp nè mấy chị. Ồ dễ thương quá à. 5 xét. Ý. 4 xét nha, bộ này có 4 xét à. 4 xét à, xét bán 70 đi, 208 bộ này mấy chị, mã 208. Hết trơn đống này 208. Quá dễ thương luôn. 4 set 208. Nhìn nó sọc nó đẹp nè. Hàng Noritake hàng xịn á. 208 bộ này nha. Hàng Noritake hàng xịn đó cô ơi, hàng thiết kế theo kiểu Pháp á. Mã 208 nguyên hộp ly, 4 set 208. Lẹ con lấy đồ lẹ đi. Chốt cho vô tâm. Chị Diệu Hậu sao rồi? Thôi lấy đồ không? Bình bông, nãy khách kêu bình bông, không ai lấy bình bông. 80 gram mấy set, 4 set. Ừ. Cái đó gì thôi. Định nói lại đó đi. Thôi, miễn. Lấy đồ khác đi. Nè Hến, Nguyễn Văn Hợp nè. Nè. Thấy không? Nó tào lao nữa đó, cái đó đem lên nữa rồi. Chịu. Chịu mà mày để đâu đi. Nè mấy anh chị, còn 3 bình nha, chịu 1 bình. Còn trong hộp luôn á. Quá đẹp luôn. Đưa đồ độc độc không à. Tới ngay miệng là 34 phân mà lên luôn nắp là 42 phân. Đó bên đây qua bên kia là 21 phân mấy chị. Một bình vậy là 1 triệu nè. Đẹp lắm luôn á. Bông quỳ, bông hướng dương vậy đó. Anh tôi bà Nguyễn này bán 2 triệu rưỡi luôn đi. Nè dẹp cái bình vô đi. Vô cái nắp thôi. Ông Tơ bà Nguyệt nay nó đem nó bán luôn nè mấy anh chị. 2 triệu rưỡi. Ông thì 26, bà thì 24 nha. Kìa chốt cho sao Nguyễn 1 triệu kìa. Lấy hộp để vô. Cắm nắp tử tế, đem máy lại chụp hình luôn rồi bấm giấy luôn. Bình nó đẹp. Có 3 bình lắm đó sao Nguyễn ơi. Ông Tơ bà Nguyệt 2 triệu rưỡi không anh? Đúng rồi, bằng gan. Bằng gan nha, 2 triệu rưỡi. Cao 24, cao 26. Bà này 24, ông thì 26. Nè con bưng đi cắt đi, con bưng đồ hộp đi cho mẹ. Kìa đơn thư kìa. Cả
cẩn thận. Để cẩn thận đó. Biết rồi. Nè đem ông Tư Hồng Nguyệt đi đi. Chén lẩu. Em đi đi. Nè dẹp hộp đi mẹ luôn đi. Để chặt nhà chặt cửa. Rồi 7 cái 140 đi mấy chị. Mã 140. 7 cái chén ăn lẩu 140. Bề ngang là 11.5. Cao là 3.5. 140 hộp này nha. Mã 140. Cái 20 ngàn thôi. Chén ăn lẩu 140. Bộ này 140. Nguyên hộp 7 cái 140. Hên. Chốt nè. Chốt cho Sơn Minh nè. Cái gì anh nói gì vậy? Bưng lẻ đi. Nhiều à? 140. Lên ba dĩa bự đó coi. Dĩa bự nặng quá à. Lên đi. Thôi. Lên đi bán mai gói luôn. Bán 500 hả? Ờ bán cái 500 luôn nè. Chị Nguyễn Hạnh sao nha. Cái gì quên. Tô nè, tô nó nhóc hết trơn, không ai mua tô hết trơn. Nè, bưng để dưới tô đi. Dĩa bự nè mấy chị ơi. Ây da, trời ơi nè. Dĩa bự này à... Hả? Một cái 500 ngàn. Có 4 cái. Cái 500, có 4 cái. Bề ngang 45 phân, có 4 cái. Một cái 500 ngàn. Bây giờ đựa nó nặng. Này gì hên? Bán chứ gì. Rồi nồi đất mấy chị có 2 cái. 1 cái 350 ngàn. Bông giống nhau luôn nha. Cho mình uống lên nồi hộp chịu mấy thằng. Quá đẹp luôn, cái 350 em còn 2 cái nha mấy chị. Nè tem hiệu đồ còn hết trơn luôn. Mới ton luôn. 350 còn 2 cái nha. Chốt cho chị Tiết Dung nè. Khỏi đo đi nó bự lắm mấy chị. Hên. Chốt nè. Rồi hai người luôn nè, ba chị giữ nè. Chị Viễn nhớ với Tiết Dung. Vậy? Rồi, Viễn nhớ Tiết Dung cái 350 hai người đó. Rồi nghỉ được rồi 1 giờ rồi. Mai hết chút đơn nữa. Chàng máy hết rồi kìa. Sơn Minh hai cái hết rồi nha, anh Sơn Minh ơi. Nè. Hả? Nghỉ được rồi. Nghỉ hả? Ờ. Hay là tối mời bán nữa mốt phải ở thứ hai hả chứ? Trời đầy hết trơn rồi. Đầy hả? Hai người nè bấm giấy. Bị nhớ ra vậy? Bị nhớ Tiết Dung. Hên đòi nghỉ mấy chị. Đòi nghỉ mai chốt đơn hết chỗ để rồi. Có gì có thì chốt trước cái đi rồi tính tiếp. Chốt trước đi, chốt xong cái hai ngày sau em like lại nữa. Em khui đồ và em like lại nữa. Người khách chuyển khoản với mình nè. Kìa, Trương, cô nói thứ hai hả chốt kìa. Thứ hai chốt thì mai like tiếp. Ừ, mẹ tính mai like đó, chứ thứ bảy chủ nhật sao được. Không, nhưng mà mai đang con gói, tối mai like cũng được. Nhưng mà gói mấy người chuyển khoản với mình đó. Còn mấy gì khách quen thì để đó thứ hai chốt. Ai cần thì mình chốt trước đi. Ừ. Rồi giờ không bán nữa hả? Không. Vậy sao? Nhớ nếu con lấy chút nữa mai con chốt chuyện. Ok, không sao, chắc ăn mua thiệt tình thiệt lòng là ok, không có gì hết. Ở đây bán cũng thiệt lắm.
Rồi máy bay cả nhà đi, nó nghỉ chưa bán rồi, nó quá đầy thùng mới hết rồi, nó nghỉ chưa bán rồi, mình chốt xong đi rồi hãy bán nữa. Hoặc là khách quen thì để dồn bán thêm đêm chủ nhật nữa, hay sao? Khách quen thì dồn, còn khách mới thì cho đi trước cái đi, cho mình lấy cái sự tin tưởng của khách một cái. Ok. Bộ trà dạng tách đi. Diệu Hậu. Chị Diệu Hậu ơi, bây giờ ngày mai á, anh Thư nó chốt đơn cho mấy chị. Mấy chị cần cái gì thì anh Thư nó tìm cho mấy chị, chụp hình cho mấy chị coi. Ok, là lấy thêm nha. Mấy chị chốt đơn á, thích cái gì nói đi rồi kêu anh Thư nó soạn cho mấy chị. Ừ, thích bộ trà thì nó chụp mấy mẫu mẫu trà vậy đó, mấy chị lựa. Rồi thích chén, thích tô, thích cái gì thì anh Thư nó chốt cho mấy chị. Ừ. Vậy đi. Rồi đó, con coi máy bay cả nhà đi. Mẹ vô giữa sao. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà một đêm ngủ thật là ngon nha cả nhà ơi.